Chương 426, cha tuyệt đối sẽ không để Tiểu Lan gả cho Đường Tuấn. Cha ơi, người nói đùa cái gì vậy? Không phải nói bệnh ung thư không thể chữa khỏi hay sao? Mộ Dung Hà còn tưởng rằng cha mình đang nói đùa, nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Khánh, đã lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nói cha, chuyện cha nói không phải sự thật đúng không? Đường Tuấn anh ta thật sự có bản lĩnh như vậy sao, ngay cả bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi. Mộ Dung Khánh xoa xoa huyệt thái dương, nếu không phải bác sĩ Tiết từng cho làm kiểm tra qua, ông ta cũng không tin trên đời này lại thật sự có người có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Nhưng hiện tại sự thật đã bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Tóm lại, mấy ngày này con nên phải bớt phóng túng một chút, nếu không bị đám người chú hai của con nắm được điểm yếu thì tiêu rồi. Và lại ông cụ đang định hủy bỏ hôn ước của Tiểu Lan cùng Nhan Minh, con gọi điện thoại nói cho bên phía Nhan Minh trước đi, để cậu ta qua đây sớm một chút mộ dung khánh nói tiếp cha tuyệt đối sẽ không để tiểu lan gả cho đường tuấn cuộc hôn nhân giữa mộ dung lan cùng nhà họ nhan là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch của ông ta ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại nó mộ dung hà gật gật đầu sau đó dùng tay làm động tác cắt cổ âm trầm nói cha ơi hay là con tìm người thủ tiêu cái thẳng họ đường kia đi mặc dù anh ta có nội công thâm hậu nhưng làm sao có thể đỡ được súng đạn chứ nếu còn không được thì ngay cả ông nội Lão già sống dai kia cũng thủ tiêu cùng luôn đi, đến lúc đó cha sẽ danh chính ngôn thuận đứng lên làm người trưởng quản gia tộc rồi. Mộ Dung Khánh thấy thế, vậy mà không hề trách mắng Mộ Dung Hà, chỉ nhìn anh ta một cách sâu xa và nói, không phải rơi vào đường cùng thì đừng có mà dùng tới thủ đoạn này. Nhưng mà có thể tìm người dạy cho Đường Tuấn một bài học nho nhỏ, phải cho cậu ta biết được chỗ này là do ai làm chủ. Ha ha, con biết rồi, Mộ Dung Hà cười nói, ánh mắt lóe sáng nơi đây cũng không phải rời khỏi thành phố, mà là địa bàn của cậu cả mộ dung, nếu đường Tuấn đã dám tới, vậy đương nhiên anh ta sẽ phải báo đáp đường Tuấn cho thật tốt. Trong phòng bệnh, biểu cảm trên mặt ông cụ mộ dung ngày càng nặng nề, đường Tuấn và mộ dung lan bên cạnh cũng không dám mở miệng nói chuyện. Này, ông cụ mộ dung miễn cưỡng cười khổ một tiếng, nói, đường Tuấn, có phải cậu cảm thấy rất nực cười không? Ông vẫn còn đang nằm viện, thằng cháu trai duy nhất thì ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, mấy đứa con trai con gái lại càng mong ngóng lão già này chết sớm một chút, bọn chúng mới có thể dễ dàng phân chia ra sản. Dáng vẻ của nhà họ mộ dung như vậy liệu còn có thể tồn tại được bao lâu cơ chứ? Đường Tuấn khẽ lắc đầu một cái, anh cũng không có dự định tham dự vào chuyện gia đình nhà người khác. Audio điện tử võ tấn bền Ông nội, mộ dung lan muốn nói gì đó, nhưng lại bị ông cụ cắt ngang, cháu không cần phải nói giúp bọn chúng, tâm tư của chúng nó ấp ủ cái gì, Ông biết rõ hơn cháu nhiều, toàn bộ nhà họ Mộ Dung, sợ rằng cũng chỉ có cháu mới thật sự quan tâm đến sống chết của một lão già như ông. Hai, đáng tiếc cháu lại không có hứng thú gì đối với kinh doanh, bằng không ông đã lập tức giao nhà Mộ Dung cho cháu rồi. Mộ Dung Lan lắc đầu, nhìn Đường Tuấn, nói ông nội, cháu chỉ có thể làm tròn trách nhiệm một người bác sĩ mà thôi. Ước mơ từ nhỏ của cô là theo học ngành y, đặc biệt sau khi làm bác sĩ quen biết với Đường Tuấn, cô càng có một loại cảm giác đặc biệt muốn gắn bó với nghề bác sĩ này hơn, không hề muốn rời xa. Ông cụ mộ dung dơ nắm đấm lên, nói, sớm biết như thế này, ông phải dẫn cháu theo bên người ngay từ lúc cháu còn nhỏ mới phải, thay vì đi theo tên hoa đình phong kia học y học cổ truyền. Nghĩ đến những chuyện này, tâm tình ông cụ mộ dung càng thêm nặng nề. Nếu không phải mấy năm trước ông ta chỉ lo bận rộn với việc làm ăn, bỏ bê gia đình và việc dạy dỗ con cái, thì hiện tại nhà họ Mộ Dung cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. chương 427, chú ấy chính là chú Phú mà ông nội vừa nhắc đến. Sau khi than phiền vài câu, vẻ mặt của ông cụ Mộ Dung càng trở nên nghiêm túc, nói, nhưng may mà nhờ có đường Tuấn giúp ông chữa khỏi bệnh, nên ông mới có cơ hội sửa chữa những sai lầm này. Chỉ không biết là người của tập đoàn Yên Hòa đã đến chưa? Tập đoàn Yên Hòa, lông mày đường Tuấn nhíu lại. Cái tên này đối với anh mà nói, chẳng còn chút xa lạ gì. Trước đây ông nội của anh là Đường Hảo đã cứu mạng ông cụ sáng lập nên tập đoàn Yên Hòa kia, rồi sau đó hai nhà đồng thời đồng ý việc hôn nhân. Đối với cô nhóc từ nhỏ đã có dáng dấp vô cùng mê người kia, Đường Tuấn lại có chút xa lạ, lần cuối cùng mà bọn họ gặp nhau đã là 10 năm trước, khi đó hai người vẫn còn là những đứa trẻ. Nhìn thấy điệu bộ như vậy của Đường Tuấn, ông cụ mộ dung cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tập đoàn Yên Hòa có khả năng thuộc một trong số 5 công ty hàng đầu ở nước Việt Nam, Gần như không ai không biết. Ông ta giải thích rõ nguyên nhân, con trai lớn của ông muốn thông qua việc liên hôn với nhà họ Nhan để kiểm soát nhà Mộ Dung trong tay, mà đứa con thứ trai của ông thì lại muốn tập đoàn Yên Hòa Thu mua sản nghiệp của nhà họ Mộ Dung để chính mình sẽ kiếm được lợi ích từ trong đó. Chỉ còn đứa con út đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, sợ là người của nhà họ Hoàng phủ đã đến rồi. Ông nội à, buổi chiều chú hai đi ra ngoài, nói là có tiệc xã giao rồi. Mộ Dung Lan nói, ông cụ mộ dung gật đầu dặn dò đường tuấn hai ngày này đành phiền cháu ở bên cạnh tiểu lan vậy nhưng mà ông nội cháu mộ dung lan lo lắng nói ông cụ vừa mới tỉnh dậy cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn cần phải có người chăm sóc ông cụ cười nói yên tâm đi gan của chúng có lớn đến mấy cũng không dám làm gì ta đâu ông đã bảo chú phú của con đến rồi có chú ấy ở đây con cứ yên tâm đi mộ dung lan lúc này mới chịu gật đầu đi đi hai đứa trẻ các con nói chuyện với nhau đi ta cũng phải nghỉ ngơi rồi ông cụ mộ dung cười nói chỉ sợ các con cũng có nhiều chuyện muốn rồi mộ dung lan đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu ông cụ mộ dung vậy chúng con đi trước người ở lại thêm vài hôm nếu như có chuyện gì cứ gọi cho con đường tuấn nói ông cụ gật đầu sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi lúc này đường tuấn và mộ dung lan mới rời khỏi phòng bệnh đã hơn 12 giờ đêm, gió đêm xe xe lạnh. Viện điều dưỡng ở gần ngoại thành, vì vậy người qua lại không nhiều, hơn nữa còn có một chút tĩnh mịch. Hai người vừa ra khỏi bệnh viện, một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông chạc 30 tuổi, cao tầm mét 7, thân hình cường tráng, lúc đi đường bước chân nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, trên người toát ra một luồng khí tức hung hãn. Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt của người đang đi tới. Ý thức cảnh giác trong lòng tăng vọt. Bởi vì vừa mới sử dụng hồi sinh châm, trạng thái của anh bây giờ có chút suy yếu, nhưng anh vẫn cảm nhận được người đàn ông trung niên này chính là cao thủ cảnh giới chân khí. Thực lực thâm sâu khó lường. Chương 428, khi nào thì anh định quay trở về? Mộ Dung Lan nói, đúng vậy, chú Phú là bạn tốt lâu năm của ông nội, nhiều năm về trước ông nội có ơn với chú ấy, trong nhà chú Phú không còn người thân nên ở lại nhà Mộ Dung. Mấy năm nay ông nội đều do chú ấy bảo vệ thậm chí chú ấy còn thay ông nội đỡ một viên đạn nữa thế nên ông nội coi chú ấy như con đẻ vậy thậm chí còn có ý muốn đem công ty giao cho chú ấy cai quản chỉ là chú phú không chịu thôi đường tuấn yên tâm trong lòng bên cạnh ông cụ mộ dung có một cao thủ của cao thủ như vậy bảo vệ quả nhiên sẽ an toàn hơn đi thôi em đưa anh về chỗ ở mộ dung lan đột nhiên có chút ngượng ngùng nói đường tuấn đáp lại anh vừa xuống máy bay đã vội chạy đến đây còn chưa đặt phòng nữa Mộ Dung Lan trợn mắt nhìn đường như một cái, trên mặt càng ửng đỏ thêm, nói anh cứu ông nội em, nếu để anh ở khách sạn, nếu để ông nội biết được còn không mắng em chết sao. Ủa, vậy anh phải ở chỗ nào? Lúc này, Mộ Dung Lan đỏ mặt mắc cỡ, ánh mắt có chút mơ màng, dưới ánh đèn lại càng thêm quyến rũ. Đường Tuấn thấy được ngón trỏ của mình khẽ cử động. Mộ Dung Lan dậm chân, tức giận nói, sao anh lại nhiều lời như vậy chứ? Nói xong, liền đi thẳng đến hầm gửi xe bên cạnh. Đường Tuấn khẽ cười đuổi theo. Mộ Dung Lan lái xe, Đường Tuấn ngồi ở ghế lái phụ. Mộ Dung Lan vốn không ở nhà Mộ Dung, mà ở căn nhà do chính cô tự mua bên ngoài. Bình thường cô sống một mình trong căn nhà ấy, nhưng bây giờ cô muốn đưa Đường Tuấn đến đấy ở. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nghĩ đến những chuyện này, hai má của Mộ Dung Lan vô thức đỏ ửng. Thậm chí bắt đầu nghĩ nếu Đường Tuất thật sự muốn làm gì với cô liệu cô có nên từ chối hay không? Đường Tuấn thấy vậy, làm sao có thể không biết mộ dung lan đang nghĩ gì chứ, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Cơ thể anh bây giờ rất suy yếu, toàn bộ đều dựa vào sự chống đỡ của của ý chí mạnh mẽ, nếu không đã sớm hôn mê rồi. Mặc dù anh ấy có ý nghĩ đó với mộ dung lan thì cũng lực bất tòng tâm. Khi nào thì anh định quay trở về, mộ dung lan vừa lái xe vừa hỏi. Đường Tuấn đáp, với tình hình hiện tại của nhà mộ dung, anh làm sao yên tâm để em ở lại đây được, ít nhất thì cũng phải đợi chuyện này giải quyết xong xuôi mới được. Chúc Phúc mặc dù là võ đạo tông sư, bảo vệ một mình ông cụ mộ dung thì còn được, nếu như thêm một mộ dung lan thì có chút giật gấu vá vai. Hôm nay thấy hai cha con nhà mộ dung Khánh và mộ dung Hà như vậy, Đường Tuấn không còn ôm bất kỳ vọng tưởng nào đối với bạn họ nữa, để đạt được mục đích, chỉ sợ hai cha con này chuyện gì cũng dám làm tình thân trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là công cụ để trao đổi lợi ích mà thôi mộ dung lan nghe vậy trong lòng ấm áp tê, 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 phía trước xe đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mạnh luồng sáng đó khiến cho mắt của mộ dung lan không mở ra được cô vội vàng đạp phanh dừng xe lại cũng may con đường này khá vắng vẻ ít người qua lại không thì sợ rằng lần dừng xe này sẽ tạo thành sự cố tai nạn xe mất xe vừa dừng lại ánh sáng đó cũng biến mất ngay lập tức sau đó một hồi tiếng bước chân vang lên, tám chín người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt cười tâu tét lại gần chiếc xe. Trong tay bọn họ đều cầm côn thép, gõ vào nhau tạo ra những âm thanh trầm thấp to nhỏ khác nhau. Có vẻ như lại gặp rắc rối rồi. Em ở trên xe chờ đi, anh xuống xem sao. Đường Tuấn nói, chương 429, xem ra mày không tính khoanh tay chịu chói rồi. Mộ Dung lan cắn môi, lắc đầu nói, em quen thuộc chỗ này hơn anh. Cô cũng là bác sĩ, đương nhiên cô có thể nhìn ra trạng thái bây giờ của đường tuấn rất không ổn nếu đường tuấn xảy ra xung đột với đám người này tuyệt đối không có lợi dựa vào thân phận tiểu thư nhà mộ dung của cô biết đâu lại có thể khiến cho đối phương phải kiêng nể đường tuấn hết cách chỉ đành cả hai người cùng lúc xuống xe tám chín người đó lập tức vây quanh hai người đường tuấn và chiếc xe dẫn đầu là một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay ánh mắt của hắn sắc bén con dao găm trong tay hắn lao đến hẳn cũng phải là một tay dùng dao giỏi. Thứ khiến Đường Tuấn càng thêm kiêng rè, vậy mà tên xăm mình này lại là một cao thủ nội lực. Nếu là lúc trước, những tên có thực lực giống tên xăm mình này, Đường Tuấn chỉ cần một tay cũng có thể giải quyết được, nhưng trạng thái hiện tại của anh thật sự rất tệ, đây là một phiền toái không nhỏ đối với anh. Các người là ai? Đường Tuấn cố ý nghiêm mặt, lạnh lùng lên giọng quát. Tên xăm mình vung vẩy con dao trong tay, đôi mắt tam giác quét một vòng trên thân hình yêu kiều của mộ dung lan cười nói từ lâu đã nghe nói cô chủ của nhà họ mộ dung là một đại mỹ nữ quả nhiên không sai mộ dung lan khẽ giật mình không ngờ đến đối phương thế mà lại biết cô nhưng như vậy càng tốt cô hỏi lại nếu đã biết tôi là ai vậy mà các người còn dám chặn xe của tôi người đàn ông xăm hình nghe vậy lập tức cười phá lên ha ha ánh mắt hài hước từ người mộ dung lan chuyển lên người đường tuấn anh ta trầm giọng nói cô mộ dung tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì hơn. Nếu không tôi thật sự không thể đảm bảo được rằng những người anh em này của tôi có động tay động chân với cô hay không. Anh ta dùng dao găm trong tay chỉ vào đường Tuấn nói, có người muốn tao chặt hai tay của mày xuống, mày tự mình động thủ hay là để tao đích thân ra ta. Mặt đường Tuấn biến sắc nói, là mộ dung hà bảo các người đến phải không. Người đàn ông xăm mình cười nói, điều này mày không cần biết, dù sao mày cũng đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi anh ta ỷ mình là một cao thủ nội lực, cũng coi như là nhân vật có số có má trong thế lực ngầm ở địa phương, tất nhiên sẽ không để đường Tuấn vào mắt. Còn nữa, thật sự mộ dung hà dùng quá nhiều tiền khiến anh ta thật sự không có cách nào cự tuyệt được. Một tia sát khí lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt đường Tuấn. Anh chỉ mới đến đây thôi, có mâu thuẫn với anh, cũng chỉ có tiết thành dân và mộ dung hà. Tiết thành dân chắc chắn không có bản lĩnh có thuê được cao thủ nội lực được, vậy chỉ còn khả năng là cậu ấm mộ dung hà kia. Chỉ là đương tuấn không ngờ đến, nhanh như vậy mà Mộ Dung Hà đã không kìm chế được rồi. Xem ra mày không tính khoanh tay chịu chói rồi, người đàn ông xăm mình lắc con dao hoa xinh đẹp, nói với giọng lạnh lẽo, "Vậy lát nữa đừng khóc nhè nha. Anh em, lên cho tao, nếu như nó không nghe lời, vậy thì cứ đánh gãy một chân của nó. Tao muốn xem một tên tàn phế làm như thế nào để cưới được đại tiểu thư nhà Mộ Dung đây." Người đứng phía sau anh ta vừa nghe xong, lập tức lộ ra vẻ hào hứng. Vung côn thép lao về phía Đường Tuấn. Đúng là muốn chết mà. Đường Tuấn quát nhẹ một tiếng, trong mắt lại ý lạnh càng lúc càng nồng. Cho dù lúc này anh đã rất yếu ớt, chân khí trong cơ thể cũng vô cùng mỏng manh, nhưng vẫn là một tông sư cường giả hàng thật giá thật, không dễ khinh thường. Những người này, ngoại trừ tên xăm mình, những người khác đều là người bình thường, trong mắt người thường có lẽ những người này có phần tàn nhẫn và khí thế cực kỳ hung tàn. Chương 430 con dao đâm xuyên qua bàn tay của Đường Tuấn. Cao thủ nội lực, ánh mắt tên sam mình hơi lấp lóe, từ trong miệng phun ra được vài chữ. Người bình thường dù thân thể có tốt tới đâu, muốn đánh bại 7, 8 người một lúc cũng phải phí hết một hồi sức lực, hoàn toàn không có khả năng nhẹ nhàng tùy ý như Đường Tuấn. Cho nên gã ta lập tức đoán được Đường Tuấn là cao thủ nội lực. Còn muốn tới thêm lần nữa sao? Sau khi đánh ra một đòn như sấm sét, sắc mặt đường Tuấn cũng đã tái nhợt vài phần, nhìn chầm chầm vào tên xăm mình nói. Một kích vừa rồi gần như đã hao hết chân khí còn lại trong cơ thể của anh. Tên xăm mình hơi do dự, hiển nhiên gã không ngờ tới vậy mà đường Tuấn lại là cao thủ nội lực. Nhưng ngay lúc này đây, gã chợt thấy sắc mặt đường Tuấn càng thêm tái nhợt, sự kinh hoàng trong lòng dần ổn định lại, nói, ha ha. Thì ra trông thì ngon nhưng không dùng được, sao không đánh tiếp chứ, không còn sức lực nữa à trong lòng đường tuấn chợt hoảng hốt một chút nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói mày có thể thử một chút xem tên xăm mình lắc đầu thân hình khẽ động vậy mà nhào tới bên mộ dung lan trong tay gã ta cầm một con dao sắc bén theo ánh sáng chiếu rọi lên tạo ra một luồng ánh sáng lạnh chết chóc đường tuấn kịp thời phản ứng lại chộp tới từ phía sau lưng tên xăm mình này tao đang đợi mày đó dường như tên xăm mình có con mắt ở đằng sau thân thể hơi chuyển đột nhiên thay đổi phương hướng, lập tức đâm con dao găm trong tay về phía cổ họng Đường Tuấn. Ngay sau khi phát hiện Đường Tuấn là một cao thủ nội lực, tên xăm mình cũng đã động sát ý. Nếu đã đắc tội với một người cao thủ nội lực như thế, vậy gã cũng không có ý định sẽ nương tay. Nếu như giữ lại một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, sẽ khiến gã thường xuyên rơi vào lo lắng sợ hãi, cho nên trong giây phút ngắn ngủi này tên xăm mình đã đưa một quyết định. Tấn công về phía mộ dung lan là giả, để cho đường tuấn khó lòng giữ vững lộ ra sơ hở mới là thật tên xăm mình không hổ danh là cao thủ nội kinh chuyển lại một kết quả thật vô cùng mạnh mẽ vị trí đâm tới còn vô cùng xảo quyệt nếu thật sự đâm chúng nhất định đường tuấn chỉ có một con đường chết nếu bình thường đường tuấn hoàn toàn có thể phản ứng kịp né thoát một chiêu tấn công này nhưng bây giờ chân khí trong thân thể của anh đã cạn rồi bước chân nhẹ bỗng thân thể không đưa ra phản ứng kịp để né tránh động tác này Xoạt, tiếng động lưỡi dao đâm vào trên da thịt vang lên. Tí tách, máu từ trên con dao của tên xăm mình và bàn tay của Đường Tuấn cùng nhỏ giọt xuống. Con dao đâm xuyên qua bàn tay của Đường Tuấn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Đường Tuấn đã dùng bàn tay của mình để chặn lại một chiêu lấy mạng này. A, à, cổ họng tên xăm mình phát ra tiếng nói nghẹn ngào, nhưng lại không thể nói ra được chữ nào cụ thể. Cổ họng của gã bị một tay khác của Đường Tuấn bóp chặt, bấm đứt huyết hầu đến chết mà gã cũng sẽ không nghĩ tới đường Tuấn sẽ ác độc với mình như vậy. Bịch bịch, tên xăm mình lại không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, ngã xuống trên mặt đất, thân thể dần lạnh như băng. Hít hít hít, đường Tuấn nặng nề thở ra, bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Audio điện tử võ tấn bền chương 431, chuyện này không trách cô được. Đường Tuấn, anh, ôi, sau khi mộ dung lan hết lơ đánh thì rốt cuộc cũng tỉnh táo lại khi nhìn thấy bàn tay đường tuấn bị con dao đâm xuyên thì miệng nhỏ hơi nhếch lên, phát ra tiếng kêu đầy hoảng sợ. Đi nhanh lên, nơi này không an toàn. Đường Tuấn cảm nhận được ý thức bản thân hơi mơ hồ, cảm giác yếu đuối bất lực như thủy triều đánh tới, trạng thái lúc này của anh giống như có thể rơi và mê man bất cứ lúc nào. Mộ Dung Lan cố nén sự hoang mang và hoảng sợ lại, chỉ vào thi thể tên xăm mình trên mặt đất nói, vậy còn gã ta thì làm sao bây giờ? Cô ấy vốn sinh ra trong sang dầu, rất ít khi tiếp xúc với những chuyện máu tanh, đen tối như này, càng đừng nói là thấy một người sống sờ sờ rồi lại chết trước mặt của cô ấy. Ánh mắt của đường Tuấn hơi trầm xuống, trầm giọng nói, không sao cả. Sẽ có người tới dọn dẹp thôi. Mộ Dung Hà sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tên xăm mình đã thất thủ rồi. Trong thời khắc mấu chốt như ở nhà Mộ Dung này, nhất định anh ta tuyệt đối sẽ không muốn để lại điểm yếu của mình, cho dù có phải cắn chặt răng, nuốt ngược máu lại vào trong thì anh ta cũng phải đường tuấn giải quyết tốt hậu quả. Nếu bị người ta truy cứu tới, nhất định Mộ Dung Hà anh ta sẽ không có cách nào thoát thân. Mộ Dung Lan nghe vậy, hình như nghĩ tới điều gì. Cảm xúc của cô ấy lập tức bình tĩnh lại, nói tôi biết rồi. Đường Tuấn nhìn Mộ Dung Lan, trong lòng anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cho dù anh không muốn khiến Mộ Dung Lan dính phải những chuyện xấu xa này. Nhưng bên trong vòng xoáy như nhà Mộ Dung này Mộ Dung Lan không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chết hoặc là thay đổi trong sự đau khổ mà thôi. Xe ngay lập tức đã đuổi theo tới, để lại chỉ một cái thi thể và bảy tám tên lưu manh đã ngất đi. Sau hơn 10 phút bọn người đường Tuấn rời đi, một chiếc xe màu đen trông rất bình thường được lái tới, dừng sát ở quen đường. Một người mặc tây trang màu đen, quần tây bước xuống xe. Anh ta nhanh chóng nhận ra thi thể tên xăm mình và những người khác, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc trừ cái đó ra thì không biểu hiện thêm bất cứ cái gì. Anh ta nhanh chóng bấm số điện thoại, "Cậu chủ, bọn họ đã chết rồi. Quan cảnh đã chết rồi." Không biết đầu bên kia nói cái gì, chỉ thấy người đàn ông mặc Âu phục gật đầu trả lời vài câu. Cúp điện thoại, người mặc Âu phục đi tới bên cạnh 7, 8 người bị Đường Tuấn đánh ngất, ngồi xổm xuống, từ từ siết đứt cổ họng của bọn họ. Động tác thành thạo, sắc mặt bình tĩnh, dường như siết đứt hiết hầu chỉ là cắt cổ từng con gà một vậy chứ không phải là người sống bình thường. Sau khi chắc chắn không còn ai sống sót, lúc này người mặc Âu phục mới gọi điện thoại, để cho người tới giải quyết tốt hậu quả. Cho dù mộ dung lan ép buộc chính mình phải thay đổi, nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn sự sợ hãi không thể nào ức chế. Tay cô ấy cầm tay lái hơi run nhẹ lên, trên mặt biểu hiện vẻ lúng túng. Cô ấy vừa lái xe vừa nhìn đường Tuấn ngồi ghế bên cạnh. Không sao đâu, chút vết thương nhỏ này xử lý dễ thôi. Đường Tuấn cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi nói với mộ dung lan. May mắn là mộ dung lan là bác sĩ, trên xe có không ít băng gạc dùng để băng bó. Sau khi dùng cồn trừ độc rồi cầm máu xong, đường Tuấn tạm thời dùng băng gạc băng lại. Thật xin lỗi, mộ dung lan nhìn thấy gương mặt tái nhợt không có chút máu nào của đường Tuấn, trong lòng hiện ra vẻ vô cùng áy náy. Nếu cô ấy gọi điện thoại cho đường Tuấn, sao đường Tuấn lại bị thương cho được? Đường Tuấn rũi một cái tay khác ra, Bốn Định sờ lên đầu Mộ Dung Lan, nhưng trông thấy vết máu trên tay thì lập tức rụt lại. Anh chậm rãi nói, "Chuyện này không trách cô được." Mộ Dung Lan lắc đầu, nói, "Là do tôi quá vô dụng. Ngay cả một chút việc cũng không thể giúp được, tôi chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem." Chương 432 Sao tốc độ khôi phục chân khí của mình lại tăng nhanh như thế nhỉ? Cẩn thận tháo băng gạc ra, đập vào mắt Mộ Dung Lan là lòng bàn tay máu me be bét của Đường Tuấn một vết rách dài 3cm đâm thủng từ lòng bàn tay đến mờ u bàn tay trông mà phát sợ. Không cần gây tê đâu, cô cứ khâu luôn cho tôi đi. Đường Tuấn bình tĩnh nói, vốn gì anh có thể tự khâu được nhưng nhìn bộ dạng của mộ dung lan thế này, những lời định nói cũng phải nuốt vài trong. Ít nhất anh cũng phải để cho cô gái này cảm giác được mình không phải là người vô dụng. Nhưng mà, mộ dung lan hơi lo lắng. Không sao đâu, đường Tuấn lắc đầu, cho dù là thuốc gây tê hay kim tiêm gây tê thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của lòng bàn tay. Cái tay này của anh còn muốn cầm kim tiêm, còn muốn hành nghề y, nhất quyết không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Bấy giờ Mộ Dung Lan mới gật đầu. May là lúc đấy Đường Tuấn khống chế được vị trí mà con dao đó đâm vào nên không bị ảnh hưởng đến đầu khớp xương, cũng không khó khâu lắm. Nhưng Mộ Dung Lan khâu vết thương cho anh lại cực kỳ cẩn thận mãi cho đến lúc đường Tuấn mỉm cười động viên cô thì lòng cô mới yên tâm hơn một chút. Mộ dung lan câu vết thương cả tiếng đồng mới xong, cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ngẩng đầu lên nhìn thì đường Tuấn đã ngủ từ lúc nào không biết. Mộ dung lan thở dài một hơi, cô đem chăn đến đáp cho đường Tuấn. Thấy đường Tuấn ngủ mà lông mày vẫn cau chặt lại, trông anh có vẻ như đang rất bất an. Mộ dung lan do dự một lát, cô cũng chui vào chăn, ôm lấy đường Tuấn bấy giờ cô không có suy nghĩ gì khác, cô chỉ đơn thuần là muốn đem lại cảm giác an toàn cho đường Tuấn mà thôi. Đồng hồ sinh học của đường Tuấn vận hành rất quy củ, đến giờ là anh tỉnh dậy. Nhìn trời bên ngoài còn chưa sáng, gió đêm mát lạnh từ sân thượng thổi đến khiến cho tinh thần và đầu óc anh tỉnh táo ít nhiều. Anh muốn chờ mình ngồi dậy thì lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên sàn nhà, còn mộ dung lan thì gối đầu lên ngực anh ngủ. Cô ấy ngủ rất say, cứ như một cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ vậy. Anh lập tức dừng động tác của mình lại, sợ đánh thức cô gái đang nằm gục trên ngực mình. Đường Tuấn nằm im trầm ngâm một hồi, anh cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đã khôi phục được một phần ba rồi. Chân khí của một cao thủ thì cho dù không ra sức luyện tập thì trong cơ thể chân khí đó vẫn có thể tự tuần hoàn trơn chu được. Đường Tuấn nhíu mày, thầm nghĩ sao tốc độ khôi phục chân khí của mình lại tăng nhanh như thế nhỉ? Trước đây anh cũng đã từng phung phí chân khí của mình, nhưng sau khi anh cố gắng tu luyện rồi thì một đêm sau mới có thể khôi phục được một phần tư. Chẳng lẽ là do hôm qua ông cụ mộ dung chữa trị cho mình mới được như vậy sao? Đường Tuấn chợt nhớ ra hôm qua anh để cho ông cụ mộ dung chữa trị cho mình, cho nên tinh thần của anh mới hồi phục được đến mức này. Nghĩ vậy, Đường Tuấn quyết định thử thêm một lần nữa. Anh lại nhắm mắt, vận hành chân khí, cảm nhận nguyên khí của đất trời. Chẳng mấy chốc, từng sợi nguyên khí đã hấp thu vào cơ thể anh, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với lần trước. Vãi, đường Tuấn trợn tròn mắt, ánh mắt vừa khiếp sợ vừa khó hiểu. Chẳng nhẽ tình huống hôm qua là do nhập thần à, đường Tuấn cao mày suy tư một lát, một ý nghĩ tìm tòi to gan nảy ra trong đầu anh. Nhập thần là cảnh giới cuối cùng trong ba cảnh giới của y đạo, có quan hệ mật thiết với võ đạo thần hải. Đường Tuấn vẫn chưa từng làm được điều này, ngày trước được Trình Tuấn Vũ chỉ điểm cho, hiểu được bí mật của cảnh giới thần hải nhưng anh vẫn không tìm được đầu mối của cảnh giới nhập thần này thế nào. chương 433, chẳng lẽ nhà mộ dung xảy ra chuyện gì rồi à? Suy nghĩ một hồi lâu, Đường Tuấn vẫn không tài nào nghĩ ra vì sao mình lại làm được như vậy, sau đó dứt khoát kệ luôn. Dù sao sự chuyển biến này cũng là một điều tốt, cũng lắm thì sau một thời gian nữa anh sẽ đến hỏi Trình Tuấn vũ chuyện này. Hừm, mộ dung hà, ánh mắt Đường Tuấn lạnh lẽo, nếu không phải tối qua anh quyết đoán nhanh chóng thì có khi giờ anh đã chết rồi bấy giờ anh đã hoàn hồn trở lại tảng đá lớn treo trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống bởi vì có mộ dung lan nên đây là lần đầu tiên đường tuấn không tập luyện vào buổi sáng thế nhưng anh vẫn chìm đắm trong tâm thức để thu nạp nguyên khí tăng sức mạnh thực lực từng chút từng chút một đường tuấn giọng nói của mộ dung lan vang lên bên tai anh đường tuấn lo lắng mở mắt ra nhìn tia sáng trong đáy mắt anh lóe lên rồi vụt tắt Lúc này chân khí trong cơ thể anh đã khôi phục được gần một nửa, sức mạnh chân khí xuyên qua toàn thân. Thậm chí anh còn cảm giác được vết thương trong lòng bàn tay mình đã khép được hơn nửa. Theo như anh đoán thì khoảng hai ngày nữa thôi thì nó sẽ lành lặn như lúc ban đầu. Anh vừa mở mắt ra thì thấy mộ dung lan đang nằm sấp lên người anh, khẽ gọi tên anh, bấy giờ trời bên ngoài đã sáng tinh mơ. Anh đã nghỉ ngơi ổn chưa? Mộ dung lan đỏ mặt hỏi. Sáng dậy, cô phát hiện ra mình ngủ quên trong lòng đường tuấn thì cảm thấy đêm qua mình thật to gan may là đường tuấn không phát hiện ra nếu không chẳng biết anh ấy sẽ trêu mình dai thế nào thế nhưng cô không hề biết rằng đường tuấn đã tỉnh dậy từ lâu rồi khỏe lắm nhưng mà vai hơi mỏi mỏi cứ như là bị ai đè cả đêm hôm qua ấy chẳng lẽ là bị bóng đẻ hở đường tuấn vui vẻ nhìn mộ dung lan cười nói vì anh mới là ma bóng đẻ ấy mộ dung lan tức giận nói chợt ý thức được mình đã lỡ lời, nhanh chóng im lặng. Ha ha, tôi đương nhiên là ma rồi. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, sau đó vòng tay siết cái eo thon nhỏ của mộ dung lan, ôm cô vào lòng. Á ah, á, mộ dung lan hoảng hốt hét toáng lên, kêu to, mặt đỏ như dỉ máu. Bây giờ cô đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà, bởi vì thói quen ở nhà nên bên trong không mặc gì cả. Bị đường Tuấn ôm như vậy thực sự là quá mức thân mật rồi, người đường tuấn mang theo mùi hương nam tính phảng phất, hơi thở trầm ổn, cứ như xuyên qua từng lớp áo và bộ phận trong cơ thể của cô. May là động tác của anh chỉ đến đây là dừng, không làm gì cô nữa. Nếu không thì mộ dung lan cũng không biết mình có thể cầm cự được sự tỉnh táo này bao lâu. Đêm xuân vắn vùn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. Đường Tuấn chợt nhớ đến một câu thơ cổ, thuận miệng ngâm thơ. Không thể phủ nhận rằng câu thơ này khá hợp với tình hình bây giờ gương mặt của mộ dung lan ửng đỏ, lườm đường tuấn, nói, sức khỏe còn chứ khá lên được mà đang suy nghĩ bậy bạ gì đấy. Chỉ là ánh mắt này của cô chẳng những không có cảm giác đang trách móc chút nào, ngược lại giống như tình cảm của đôi trai gái tình trong như đã mặt ngoài còn e, mê hoặc động lòng người. Cô gái đó hoàn toàn không biết rằng chỉ một cử chỉ ánh mắt của mình thôi cũng khiến cho trái tim họ xốn sang, để cho bọn họ không biết phải làm thế nào. Cái nhìn này của cô cũng giống y hệt như vậy, khiến cho tim đường Tuấn đập nhanh hơn hẳn, nhưng mộ dung lan lại không hề phát hiện ra, nói tiếp, mau dậy ăn sáng thôi, ông bảo chúng ta phải về rồi. chương 434, thực sự tàn nhẫn. Vốn gì ông cụ mộ dung cảm thấy mình sắp lìa xa trần thế đến nơi rồi, cho nên mới lập di trúc để cho mộ dung khâu thừa kế công ty và việc kinh doanh của dòng họ, những người khác đương nhiên là không có phần. Nhưng bây giờ ông cụ mộ dung đã không sao nữa rồi, cho nên bản di trúc đó không còn hiệu lực nữa, thế nên là những người khác mới nhân cơ hội này là khiến cho ông cụ hồi tâm chuyển ý. Thảo nào mới sáng ra ông cụ Mộ Dung đã gọi điện cho Mộ Dung Lan Bảo về nhà. Đường Tuấn thầm nhủ trong lòng. Hửm, cổ họng Mộ Dung Lan phát ra âm thanh khàn khàn khe khẽ. Gò má cô đỏ ửng, toàn thân bùn rùn không chút sức lực nào, cứ như một bông hoa hồng đang khẽ nở rộ, khiến cho người ta không kìm được mà muốn thưởng thức. Đường Tuấn thở dài, dừng tay lại nói xem ra cô phải mau chóng về nhà thôi nếu không thì chẳng biết chú hai và cô ruột cô sẽ làm ra chuyện gì nữa mộ dung lan không khỏi trừng mắt với đường tuấn nhưng mặt đường tuấn dày như vậy thì nhiêu đó chẳng có lực sát thương gì đối với anh khi đường tuấn và mộ dung lan đang ăn sáng đúng lúc xem được tin tức trên tv trên màn hình là bảy tám xác chết nằm lê lết có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ qua ống kính không ai xa lạ chính là đám người xăm trổ muốn chặt đứt tay của đường Tuấn trên đường tối hôm qua. Lúc này những người này đã nằm im trên mặt đất, mặc cho người của những tờ báo lớn và phương tiện truyền thông chụp ảnh. Thực sự tàn nhẫn, đường Tuấn cảm khái một câu. Anh vốn dĩ đã bỏ qua cho những người không xăm trổ, nhưng anh không ngờ rằng có người người sợ bị lộ bí mật đến nỗi giết hết bọn họ. Mộ Dung Lan ngây người nhìn cảnh tượng trên màn hình, thông qua những cảnh được chiếu trên màn hình, Cô chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen đang được giới truyền thông phỏng vấn, khiến sự việc này đổi trắng thay đen, nói thành một nhóm thanh niên thiếu văn hóa và máu nóng đánh nhau, cuối cùng dẫn đến việc lỡ tay giết người. Điều khiến cô cảm thấy hơi lạnh gáy chính là cô đã gặp người đàn ông trên màn hình mấy lần, chính là cấp dưới của Mộ Dung Hà anh trai cô, gã là người chuyên giải quyết một số vấn đề vướng tay vướng chân và những chuyện xấu của Mộ Dung Hà, nói cách khác thì gã chính là cánh tay phải của Mộ Dung Hà. Nghĩ đến đây tay cô khẽ nắm chặt lại, cắn chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Mặc dù cô biết rất rõ những người giàu có và quyền lực thì thường có rất nhiều âm mưu, nhưng khi những chuyện này thực sự xảy ra với cô, hơn nữa đối phương còn là người anh trai và người cha mà cô luôn yêu thương từ khi còn nhỏ, cô vẫn không có cách nào ép mình chấp nhận được. Đường Tuấn chỉ có thể vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay mộ dung lan, anh đã đoán được một chút gì đó từ vẻ mặt của cô, nói cô cứ yên tâm, có tôi đây rồi, tôi sẽ không để bọn họ làm cô tổn thương. Nhưng mộ dung lan lại không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi ăn sáng xong, cả hai người họ lên đường đến nhà cũ của nhà họ mộ dung ở ngoại ô. Nhà cũ của nhà họ mộ dung vốn là một ngôi nhà bằng đất ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Sau này, sau khi ông cụ nhà mộ dung trở nên giàu có, vẫn luôn nhớ về nơi cũ và nơi mình sinh ra nên ông cụ đã bỏ tiền ra mua rất nhiều đất xung quanh và xây một biệt thự lớn dành riêng cho nhà họ mộ dung. Vào những ngày nghỉ lễ, người nhà họ Mộ Dung đều sẽ trở về biệt thự để báo cáo tình hình kinh doanh của công ty và những khoản lãi lỗ trong năm cho ông cụ. Mộ Dung Lan vừa lái xe vừa kể lại câu chuyện khởi nghiệp của ông cụ Mộ Dung cho Đường Tuấn nghe. Đôi mắt của cô sáng lên, như thể có thể xuyên qua lớp sương mù thời gian, nhìn thấy ông cụ tung hoành trên thương trường và đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh. Chương 435, anh cả, thật ra anh hai nói cũng đúng. Đường Tuấn cười nói, ông cụ Mộ Dung quả thực là một nhân tài trong việc kinh doanh. Trong thế hệ trước thực sự không có mấy người được như ông ấy, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và tạo dựng nên được một doanh nghiệp lớn. Mộ Dung Lan lộ ra vẻ khâm phục, nhưng lập tức tối sầm lại, tuy ông cụ đã tung hoành tạo dựng nên một cơ đồ lớn như vậy, nhưng con cháu của ông ấy vừa thất đức lại vừa bất tài, làm sao có thể tồn tại lâu được chứ? Không ai giàu ba đời, dường như không lâu sau câu nói này sẽ được nhà họ Mộ Dung kiểm chứng thực ra nếu như cô có thể tiếp quản công ty và sản nghiệp của nhà họ mộ dung tôi nghĩ ông cụ mộ dung chắc chắn sẽ rất hài lòng đường tuấn nói mộ dung lan cười khổ lắc đầu nói tôi không có hứng thú với việc kinh doanh cũng không có tài năng trong mảng này nếu như tôi tiếp quản nhà họ mộ dung đừng nói đến cha và anh trai tôi ngay cả chú hai và cô cũng không đồng ý đó là còn chưa kể đến rất nhiều giám đốc điều hành cấp cao của công ty nữa ngoặc kép đường tuấn xoa cầm Suy nghĩ một chút rồi nói, bệnh ung thư của ông cụ Mộ Dung đã được chữa khỏi, tiếp theo tôi sẽ kê đơn điều dưỡng cho ông ấy, kiên trì thêm 10 năm nữa thì sẽ không có vấn đề gì cả. Có ông ấy đích thân dạy cho cô, chuyện này không thành vấn đề. Mộ Dung Lan đột nhiên nhìn Đường Tuấn một cái, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh muốn tôi tiếp quản nhà họ Mộ Dung sao? Đường Tuấn nói, tôi chỉ đang cho cô lời khuyên mà thôi. Về phần cô muốn làm gì, muốn làm ngành y hay kinh doanh? Tôi sẽ không quyết định thay cô." Anh nắm lấy tay Mộ Dung Lan rồi nói, cho dù cô có là bác sĩ hay là đại tiểu thư nhà họ Mộ Dung, cô cũng vẫn là người phụ nữ của Đường Tuấn tôi đây. Cổ của Mộ Dung Lan ửng đỏ lên, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước biệt thự của nhà họ Mộ Dung. Trước biệt thự có một bãi đậu xe lớn, lúc này bãi đậu xe đã chật ních, nhìn thoáng qua thì chủ yếu là Mercedes-Benz, BMW, Porsche thậm chí có cả Land Rover phiên bản giới hạn. Độ giàu có của nhà họ mộ dung là điều không còn gì để bàn cãi. Một vài nhân viên bảo vệ đứng ở cổng biệt thự, tuy không phải là những cao thủ về nội lực, nhưng bọn họ đều cao to, đôi mắt sắc bén như đại bàng và chim ưng, trên người tỏa ra mùi vị mạnh mẽ, bọn họ có lẽ là lính đặc công đã giải ngũ hoặc là lính đánh thuê. Có đại tiểu thư nhà mộ dung đi cùng, đương nhiên cũng không có ai dám chặn đường tuấn lại. Khi Đường Tuấn và Mộ Dung Lan vừa bước vào biệt thự, họ đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao. Giọng nói ồn ào, trong đó có nhiều lời lẽ khiếm nhã, không giống như đang bàn tán mà giống như một bầy chuột trù đang chửi bới trên đường phố. Cha, may là cha không sao, nếu không thì e rằng công ty đã sớm bị đóng cửa trong tay anh cả rồi. Anh ấy mới tiếp quản hơn một tháng mà hiệu suất công ty đã giảm 30%. Điều này khiến cho rất nhiều giám đốc điều hành cấp cao và đối tác của công ty không hài lòng. Chú đang nói cái quái gì vậy? Công ty kinh doanh thì phải có tốt có xấu, chẳng lẽ tháng này thành tích kém thì có thể trách anh được sao? Anh nhớ vài ngày trước vốn có một đơn hàng trị giá 50 triệu sắp ký, nhưng chính vì chú ăn nói bậy bạ mới khiến giám đốc hồ chuyển sang ký với công ty khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 436, chẳng qua là tôi làm việc nên làm mà thôi kết hợp với sự chuẩn bị trước đó của mình anh đã đoán được những người vừa mới nói là ai ông cụ mộ dung có hai con trai và một con gái ngoài con trai cả mộ dung khánh và con trai thứ hai mộ dung tú ông còn có một con gái là mộ dung lâm mộ dung lâm đã kết hôn mấy năm trước đối phương cũng là một gia đình giàu có cũng xem như bắt tay với người mạnh ông nội cha chú hai cô anh mộ dung lan bước vào chào hỏi từng người trong phòng trong đại sảnh của biệt thự ông cụ mộ dung mặc bộ đồ theo kiểu đời đường đang ngồi dựa vào ghế sofa còn chú phú người họ đã gặp đêm qua cũng đang đứng sau lưng ông ấy khẽ gật đầu với đường tuấn còn mộ dung khánh và mộ dung hà đang ngồi đối diện ông cụ ngồi bên trái là một người đàn ông trung niên dáng vẻ trông có phần giống với mộ dung khánh nhưng lại trẻ hơn mộ dung khánh vài tuổi có lẽ là mộ dung tú bên phải là một người phụ nữ ăn mặc lịch sử và sang trọng người phụ nữ đeo trang sức quý giá có đôi môi hơi mỏng mặc dù nó được bảo vệ tốt và cũng hơi xinh đẹp nhưng thật sự rất khó khiến người khác có thiện cảm bà ấy là mộ dung lâm dung lan về rồi đấy à khi mộ dung lâm nhìn thấy mộ dung lan khuôn mặt trang điểm đậm cố nặn ra một nụ cười vẫy tay nói mau đến ngồi bên cạnh cô nghe nói cháu đưa bạn trai về người đó còn chữa khỏi bệnh ung thư cho ông nội chắc là chàng trai bên cạnh cháu nhỉ ánh mắt của mộ dung lâm dừng lại trên người của đường tuấn đang đứng bên cạnh mộ dung lan cười nói cháu là Đường Tuấn đúng không Cô rất cảm ơn cháu đã chữa khỏi bệnh cho cha cô, nếu không thì cô sợ nhà họ Mộ Dung đã bị người nào đó phá sạch rồi. Những lời này của bà ta đúng là rất chân thành, nếu như không phải Đường Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho ông của Mộ Dung, bà ta và Mộ Dung Tú sẽ không còn cơ hội nào để ngồi đây ra điều kiện với anh trai mình cả. Đúng vậy, Đường Tuấn cậu chính là ân nhân của nhà họ Mộ Dung chúng tôi. Chờ sau này khi nào có thời gian rảnh Tôi sẽ uống vài ly với cậu." Lúc này Mộ Dung Tú cũng nói với vẻ thoải mái, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh cả Mộ Dung Khâu thì trong lòng càng vui sướng hơn. "Chẳng qua là tôi làm việc nên làm mà thôi." Đường Tuấn nói, trên gương mặt anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Lời nói của Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tú không hề ảnh hưởng đến anh chút nào. Ngày hôm qua sau khi lần đầu tiên nhập thần, tinh thần và ý chí của anh lại lần nữa được rèn luyện thăng hoa. Chuyện bình thường giống vậy rất khó có thể ảnh hưởng đến anh được. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tú thấy thế thì liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi sự việc xảy ra tối hôm qua, bọn họ lập tức sai người điều tra Đường Tuấn suốt đêm, biết anh đến từ một thành phố xa lạ, là một bác sĩ Đông y không có bối cảnh, gắng gượng được đến bây giờ cũng là nhờ y thuật không tệ. Hôm nay nhìn thấy cách ăn mặc và dáng vẻ bình thường của Đường Tuấn, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có hơi khinh thường cũng không coi anh là nhân vật đáng coi trọng gì cả. Vừa rồi bọn họ nói những lời kia, nếu đổi thành người cùng tuổi với Đường Tuấn, chỉ sợ là người đó sẽ không biết làm sao, cảm thấy sợ hãi bất an rồi. Nhưng Đường Tuấn lại không lộ ra chút dáng vẻ không chịu nổi nào, không tự ti cũng không kiêu ngạo khiến bọn họ cảm thấy khó nắm bắt, thậm chí hoài nghi tư liệu điều tra của mình có bị nhầm lẫn hay không. Chương 437, ai dám? Dáng vẻ kinh ngạc này nhanh chóng đã biến mất. Mà kệ lòng dạ đường tuấn kín đáo như thế nào, phẩm chất đức hạnh nguyên bác ra sao, không có thực lực chính là không có thực lực, người như vậy còn chưa đủ tư cách để bọn họ coi trọng một cách chân chính. Đường tuấn, nơi này là nhà họ mộ dung, ai cho cậu vào cơ chứ? Bảo vệ đâu, sao lại tùy tiện cho người lạ vào thế này? Mộ dung hà bỗng nhiên quát lên. Sát ý trong mắt anh ta chợt lóe rồi biến mất, tối hôm qua vốn định dạy cho đường tuấn một bài học, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại biến thành anh ta tự nhấc đá đập chân mình còn phải giúp đường tuấn giải quyết hậu quả nữa điều này làm cho trong lòng anh ta buồn bực uất nghẹn đồng thời nỗi hận thù đối với đường tuấn càng thêm sâu sắc hơn dung lan nhanh chóng đưa cậu ta ra ngoài ngay đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau mộ dung khâu cũng trầm giọng nói ai dám lúc này ánh mắt ông cụ nhà mộ dung lạnh lùng đảo qua cha con mộ dung khâu nói là tôi đưa đường tuấn tới đấy nhưng mà cha à hôm nay là ngày họp gia đình mộ dung chúng ta cha cho một người ngoài vào không phải là trò đùa sao mộ dung khâu nói hừ mộ dung khâu tôi còn ngồi ở chỗ này mà anh đã muốn làm chủ rồi à dám ra lệnh cho tôi sao trong giọng nói của ông cụ mộ dung lộ ra uy nghiêm nói xong ông vẫy tay với đường tuấn và mộ dung lan nói hai người các cháu ngồi xuống bên cạnh ông hôm nay ông muốn xem ai dám đuổi cháu ra khỏi đây lúc này đường tuấn và mộ dung lan mới ngồi xuống vị trí bên cạnh ông cụ mộ dung mộ dung khâu oán hận nhìn thoáng qua đường tuấn sau đó nói tiếp cha à dung lan đang chuẩn bị kết hôn với nhan minh rồi bây giờ cha có ý gì đây ông cụ mộ dung nói vậy hôm nay trước mặt nhiều người như vậy tôi sẽ nói cho anh biết dung lan sẽ không gả cho nhan minh trừ khi con bé muốn nếu không miễn là ông già tôi còn ở đây một ngày thì không ai có thể ép buộc con bé được mộ dung khâu anh đã nghe rõ chưa đúng vậy anh cả à bây giờ người trẻ tuổi đều tự do yêu đương tuy rằng anh là cha của dung lan nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc con bé muốn kết hôn với ai mộ dung tú mang vẻ mặt trêu chọc cười như không cười nói hơn nữa em đã sớm nghe nói nhan minh kia là một tên công tử lăng nhăng nếu dung lan thật sự gả cho cậu ta thì chắc chắn con bé sẽ không được sống hạnh phúc anh cả à đây không phải là anh tự tay đẩy con gái mình vào hố lửa sao có người cha nào làm thế không? Mộ Dung Lan nghe chú hai của mình nói chuyện giúp cho mình, trong lòng lại không hề cảm thấy biết ơn, ngược lại cô ấy còn có chút ghê tởm. Nếu chú hai cô thật sự suy nghĩ cho cô thì trước kia làm gì không nói, bây giờ lại tỏ vẻ bênh vực lẽ phải, chắc hẳn đơn giản là sợ cha cô thân thiết với nhà họ nhan sẽ vô hình chung ảnh hưởng đến địa vị của chính ông ta mà thôi. Tình thân chỉ là công cụ để bọn họ lợi dụng mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn vứt bỏ. Mộ Dung Lan nhìn cha, chú hai và cô của mình, trong lòng cô càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, điện thoại di động của Mộ Dung Tú lại đột nhiên vang lên. Mộ Dung Tú nhìn thoáng qua số điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi, đi đến một góc nhận điện thoại. Trên mặt anh ta lộ ra thái độ cung kính, cho dù đối mặt với ông cụ Mộ Dung cũng chưa từng xuất hiện dáng vẻ này. Chương 438 không biết bây giờ cô còn nhận ra mình không. Sau khi nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, lúc này mộ dung tú mới trở về trên mặt tràn đầy tươi cười nói với ông cụ cha à tổng giám đốc hoàng phủ của tập đoàn yên hòa tới rồi bây giờ đang ở ngay trước cửa lớn con sẽ ra ngoài đón bọn họ ông cụ mộ dung hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua mộ dung tú một lúc cuối cùng không nói ra lời từ chối mộ dung tú thấy thế lúc này mới đi ra ngoài trong đại sảnh rơi vào yên tĩnh khi đường tuấn nghe mấy chữ tổng giám đốc hoàng phủ tập đoàn yên hòa trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp trong đầu anh hiện ra hình dáng khi còn nhỏ của cô gái kia, khóe miệng bất giác mỉm cười đau khổ, không biết bây giờ cô còn nhận ra mình không. Sau khi luyện được chân khí, chân khí lúc nào cũng liên tục cải thiện tố chất thân thể của anh, ngay cả ngoại hình của anh cũng có một chút thay đổi nhỏ. Hơn nữa khí chất của anh thay đổi nhiều hơn, trước kia anh được coi là thư sinh yếu đuối cũng không quá đáng, nhưng bây giờ anh lại tựa như một thanh kiếm quý giá ẩn giấu trong lớp vỏ ngoài. Ngay cả là người của nhà họ Đường nếu như không quá quen thuộc chỉ sợ trong một khoảng thời gian nhất thời cũng không có cách nào nhìn ra mối liên hệ giữa anh và thiếu gia nhà họ đường mấy tháng trước. Vài phút sau, từng tiếng bước chân vang lên ở cửa. Mộ dung tú hơi khom lưng dẫn đường ở phía trước, ngay cả anh cả của mình mà vị cậu hai nhà họ mộ dung này cũng dám chống đối, lúc này trên mặt ông ta lại lộ ra nụ cười vô cùng chân thành. Mộ dung lan dám cam đoan, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của chú hai, cho dù khi đối mặt với ông nội cũng chưa từng có. Mà đi theo phía sau cách mộ Dung Tú vài bước lại là một người phụ nữ trẻ tuổi trông cực kỳ tài giỏi, quần áo của cô vừa nhìn đã biết là thợ thủ công nổi danh tự ý làm ra, khiêm tốn nhưng vẫn mang theo vẻ xa hoa, tuy rằng không có bất kỳ ký hiệu logo nào nhưng mỗi một phụ kiện cũng đã đủ để làm trang bìa của tạp chí thời trang rồi. Dáng vẻ của cô vô cùng xinh đẹp, cho dù từ ngữ nào trên thế gian này dùng trên người cô đều không thể hình dung được khí chất này tựa như tiên tử không dính bụi trần. Tóc cô được bới cao lên mang lại cho người ta cảm giác vô cùng tinh xảo. Cô ấy không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, cũng không cần thiết phải đeo bất kỳ thứ gì. Trên người mộ dung lâm đeo đủ đồ vàng bạc, tựa như một quý bà ung dung hoa quý, nhưng bây giờ so với cô gái này lại quả thực giống như là hạng nhà giàu mới nổi vậy. Mộ dung lan vốn là một cô gái đẹp, khí chất cũng cao quý, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này lại có cảm giác tự ti xấu hổ, mà ở phía sau cô gái, một nhóm nam nữ chủ động kéo dài khoảng cách với cô càng làm nổi bật khí thế không gì sánh kịp của cô. Cô vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, tựa như nữ hoàng ra ngoài đi tuần tra vậy. Cô chính là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Yên Hòa, cô con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Ngọc được người ta ca ngợi là tài nữ trong giới thương nghiệp. chương 439, hai người bọn họ biết nhau sao? Cảm ơn tổng giám đốc Hoàng phủ đã quan tâm, ông cụ Mộ Dung nói. Hoàng phủ Ngọc lắc đầu nói, ông nội Mộ Dung, ngài đừng khách khí, gọi cháu là Ngọc hoặc Hoàng phủ Ngọc là được rồi. Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng phủ cũng từng có hợp tác, ông nội cháu còn thường xuyên nhắc tới ngài, nói khi nào ngài rảnh rỗi thì phải đến Hà Nội tìm ông uống trà nói chuyện phía mới được. Tổng giám đốc Hoàng phủ thật có lòng, ông cụ Mộ Dung vẫn kiên trì xưng hô của mình. Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng Phủ quả thật từng có hợp tác, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà hiển nhiên còn chưa tới mức quá thân mật như vậy. Chủ tịch Hoàng Phủ, cha con Mộ Dung Khánh, Mộ Dung Lâm hô lên. Mặc dù tuổi tác của Hoàng Phủ Ngọc nhỏ hơn ba người bọn họ rất nhiều, nhưng cho dù là thành tích kinh doanh hay bối cảnh ra thế, bọn họ đều không thể so sánh được. Đặc biệt là Mộ Dung Hà, trong mắt anh ta lại hiện lên tia sáng kỳ dị. Anh ta là công tử phong lưu, từng chơi đùa với nhiều người phụ nữ, trong đó cũng không thiếu phu nhân giàu có nhưng sau khi nhìn thấy hoàng phủ ngọc anh ta mới phát hiện những người phụ nữ đó vốn không sánh nổi với một đầu ngón tay của hoàng phủ ngọc hoàng phủ ngọc mỉm cười gật đầu với mấy người xem như đáp lại là cô sao đường tuấn nhìn dung mạo hoàng phủ ngọc có chút quen thuộc lập tức nhớ tới cô gái kỳ lạ đụng phải ngày hôm qua ở trên máy bay hai người ở trong đầu chồng lên nhau biến thành một người bác sĩ đường chúng ta lại gặp nhau rồi Hoàng Phủ Ngọc thản nhiên nói, giọng điệu vẫn duy trì trong trẻo lạnh lùng, không có bất cứ dao động nào. Hai người bọn họ biết nhau sao? Trong lòng mộ dung khánh, mộ dung tú và mộ dung lâm Trấn kinh. Nếu Hoàng Phủ Ngọc quen biết đường Tuấn, có lẽ bọn họ thật sự phải xem kỹ lại đường Tuấn một phen. Mà trong lòng mộ dung hà lại sinh ra ghen tị, ánh mắt nhìn đường Tuấn càng thêm vẻ không thiện cảm. Ừ, đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, Câu này của Hoàng Phủ Ngọc chỉ sợ chỉ có anh hiểu được hàm nghĩa trong đó. Người ta thường nói gái 18 thay đổi rất nhiều, quả nhiên không phải là nói dối. Mí mắt đường Tuấn khẽ rũ xuống, thầm nghĩ trong lòng. Bỏ qua cuộc gặp gỡ hôm qua ở trên máy bay, lần trước hai người gặp mặt, chính là vào 10 năm trước. Khi đó Hoàng Phủ Ngọc vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù đã bộ lộ ra thiên phú phi phàm, nhưng anh vẫn không có thể nào hình dung ra em bé gái năm đó và nữ hoàng trong thương trường bây giờ là một người. Mặc dù năm đó quyết định hôn ước, nhưng đó cũng chỉ là hiệp định bằng miệng của Đường Hạo và ông cụ nhà Hoàng phủ, sau này khi Hoàng phủ Ngọc dần dần nắm tập đoàn Yên Hòa trong tay, hôn ước ấy rất ít khi được nhắc đến. Hoàng phủ Ngọc cũng chưa bao giờ công bố tin tức này trên truyền thông. Trong khi Đường Tuấn chìm vào hồi ức, Hoàng phủ Ngọc đã ngồi xuống cùng ông cụ nhà Mộ Dung về phần thế hệ thứ hai ba anh em mộ dung khánh và thế hệ thứ ba mộ dung lan của nhà mộ dung đều chỉ có thể đứng đó mộ dung lan không nói được một lời cô đang nhìn về phía đường tuấn có chút thất thần từ lúc hoàng phủ ngọc đi vào nhếch môi vẻ do dự và kiên định trong mắt cứ thay nhau xuất hiện lặp đi lặp lại sau hồi ức ngắn ngủi đường tuấn chợt phục hồi tinh thần lại nhìn thấy vẻ mặt của mộ dung lan anh lập tức hiểu ra cô đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người rồi nhưng lúc này cũng không phải thời cơ thích hợp để giải thích. Cho dù anh và Hoàng phủ Ngọc thật sự có hôn ước với nhau, cho dù Hoàng phủ Ngọc khi xưa không bằng bây giờ, giống như nữ hoàng vậy, cho dù cô ấy nhận ra anh, nhưng Đường Tuấn vẫn giữ nguyên trái tim ban đầu, không hề thay đổi. Chương 440 không nhiều lắm. Đã yêu một người, dù xấu hay đẹp thì có làm sao? Đây là thái độ của Đường Tuấn đối với tình cảm, cho dù dựa vào nhà Hoàng phủ có thể khiến anh nhanh chóng đạt được sức mạnh to lớn đủ để chống lại lực lượng của đường Quang Hòa, nhưng anh vẫn khinh thường. Hơn nữa, so với Hoàng Phủ Ngọc nhìn như nhã nhặn kỳ thực lại là kiểu người ngồi tiết trên cao, đường Tuấn càng trung tình với mộ dung lan kiểu chị gái nhà bên như thế hơn. Hoàng Phủ Ngọc đang chào hỏi với ông cụ nhà mộ dung, ánh mắt đường Tuấn quét qua đám người đến cùng với Hoàng Phủ Ngọc, cuối cùng dừng lại trên người một người phụ nữ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc quần bò bó sát, bày ra đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc dài buộc thành tóc đuôi ngựa. Lại là một cao thủ chân khí cảnh, Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở không rõ ràng trên người người phụ nữ này, trong lòng âm thầm cảm thán. Tính cả chú Phú, trong phòng này đã có ba cao thủ chân khí cảnh. Nhưng mà điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bản thân Hoàng Phủ Ngọc gắn liền với quyền lợi mấy trăm nghìn tỷ của tập đoàn Yên Hòa, nếu bên cạnh cô ta không có cao thủ bảo vệ mới kỳ lạ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa này rõ ràng là một bậc thầy cao thủ chân khí cảnh, bảo vệ theo sát bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc. Khoảng cách giữa cô ta và Hoàng Phủ Ngọc vừa khéo khoảng 10 bước chân. Khoảng cách này vừa đủ, sẽ không khiến Hoàng Phủ Ngọc cảm thấy phản cảm, lại có thể khiến cô gái buộc tóc đuôi ngựa có thể ứng phó được bất cứ tình huống phát sinh đột một nào. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng phát hiện ra đường Tuấn và chú Phú, lập tức cảnh giác, cơ thể khẽ cong, chỉ cần hai người bọn họ lộ ra một chút địch ý, cô ta có thể phát ra một kích như sấm sét. Ngoài cô gái buộc tóc đuôi ngựa ra, Đường Tuấn cũng không chú ý quá nhiều tới những người khác, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý lên nội dung câu chuyện của Hoàng Phủ Ngọc và ông cụ nhà Mộ Dung. Lúc này hai người đã chào hỏi khách sáo xong, vừa đúng lúc tiến vào chủ đề chính. Cha à, những người khác chủ tịch Hoàng Phủ lần này đến đây chủ yếu là muốn hợp tác cùng nhà Mộ Dung chúng ta. Mộ Dung Tú đúng lúc mở miệng. Ông cụ nhà Mộ Dung nhìn thoáng qua Mộ Dung Tú, trong mắt là vẻ thất vọng không chút nào che giấu. Ông ta có thể cho phép con trai con gái tranh đấu gay gắt, thậm chí bại hết gia tài, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi dẫn sói vào nhà này của mộ Dung Tú. Hợp tác thì đương nhiên có thể rồi, chỉ là không biết tập đoàn Yên Hòa có điều kiện gì. Ông cụ nhà mộ Dung thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Vừa nói xong, nữ trợ lý phía sau Hoàng phủ Ngọc lập tức đưa lên một tập tài liệu. Muốn 30% cổ phần của nhà mộ Dung tôi Ông cụ nhà mộ dung xem xong tài liệu thì khẽ nhíu mày, nhìn mắt Hoàng Phủ Ngọc, nói chủ tịch Hoàng Phủ quả là dám giờ công phu sư tử ngoạm. Hoàng. hoàng Phủ Ngọc khẽ lắc đầu, nói không nhiều lắm. Lấy thực lực hiện giờ của tập đoàn Yên Hòa, cho dù muốn cưỡng ép để thu mua sản nghiệp và tập đoàn của nhà mộ dung, cũng không tính là việc khó khăn gì. Ông cụ nhà mộ dung thở dài, ông ta biết Hoàng Phủ Ngọc không nói dối. Thực lực hiện giờ của tập đoàn Yên Hòa đủ để xếp trong top 5 cả nước, thậm chí là cao hơn nữa. Mà nhà Mộ Dung mấy năm nay ngày càng xa sút, hai người tựa như khác nhau một trời một vực. Trên mặt Hoàng phủ Ngọc vẫn là nụ cười nhạt như có như không, dường như không có gì chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô ta, tiếp tục nói, đương nhiên, cháu vẫn còn một điều kiện phụ, chờ tới sau khi ông nội Mộ Dung rút lui thì nhất định phải do Mộ Dung Tú đảm nhiệm vị trí người chủ sự của nhà Mộ Dung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 441 tổng giám đốc, anh ta rất nguy hiểm. Ông cụ nhà mộ dung thở dài một tiếng, đây mới là nỗi lo lắng thực sự trong lòng ông. Người nhà mộ dung cũng không chỉ mấy người trong phòng này, còn có rất nhiều họ hàng chi thứ ở bên ngoài. Nếu nhà mộ dung thật sự ngã xuống, dưới tổ chim toàn là trứng, kẻ địch ngày xưa mà ông ta đã đắc tội và đánh bại sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Cha à, Chủ tịch Hoàng Phủ chỉ muốn 30% cổ phần, cũng không nhiều đâu nhà mộ dung ta vẫn là người người cầm quyền mà. Mộ dung tú thấy cha mình do dự, vội vàng mở miệng nói. Đây là cơ hội duy nhất của anh ta. Ông cụ nhà mộ dung dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc để nhìn mộ dung tú, đứa con trai này rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu đây. Lấy thủ đoạn của Hoàng Phủ Ngọc và lực ảnh hưởng của tập đoàn Yên Hòa, dựa vào 30% cổ phần đảo khách thành chủ cũng không khó. Chuyện này, Hoàng Phủ Ngọc mấy năm nay đã làm mấy lần, chắc chắn ngựa quen đường cũ ông nội mộ dung cứ suy nghĩ kỹ càng đi ạ à, cháu chờ câu trả lời thuyết phục của ông trên mặt hoàng phủ ngọc không nhìn ra vẻ sốt ruột chỉ ôn nhu cười nói cô ta đứng dậy đi đến trước mặt đường tuấn nói bác sĩ đường không biết bây giờ anh có rảnh không tôi muốn trò chuyện một mình với anh một lát chủ tịch hoàng phủ anh ta không phải là người nhà mộ dung tôi đâu mộ dung tú nhanh chóng giải thích mặc dù không biết hoàng phủ ngọc và đường tuấn có quan hệ gì nhưng trong tình thế nguy cấp này anh ta phải ngăn chặn hết tất cả những nhân tố ngoài ý muốn. Nụ cười của Hoàng phủ Ngọc chợt thu lại, mang theo một loại chắc chắn không thể nghi ngờ, giọng điệu mệnh lệnh nói, "Tôi biết." Mộ Dung Tú giật mình, không khỏi dùng mình một cái. Anh ta suýt chút nữa đã quên mất Hoàng phủ Ngọc đang ở trước mặt là nhân vật bậc nào, quyết định của cô ta còn không đến lượt anh ta nghi ngờ. Mộ Dung lan lặng lẽ nắm tay Đường Tuấn lại, có chút lo lắng. Anh cho cô ấy một ánh mắt yên tâm đi gật đầu nói được thôi lúc này hoàng phủ ngọc mới bước ra khỏi biệt thự sau đó người của tập đoàn yên hòa bao gồm cả cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng ra ngoài theo hoàng phủ ngọc đường tuấn cậu có biết con bé không ông cụ mộ dung hỏi anh khẽ gật đầu nói trùng hợp là con đã từng ngồi ở ghế bên cạnh cô ấy trên máy bay ông cụ mộ dung nói ừ cậu nên cẩn thận một chút anh vỗ về mộ dung lan đôi câu rồi mới bước ra khỏi biệt thự người giống như Hoàng Phủ Ngọc chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên cô ta tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác mà nói chuyện ở một nơi như nhà mộ dung hay bất kỳ nơi nào khác, để tránh cho bị người ta nghe lén. Đặc biệt là khi nội dung cuộc trò chuyện có thể liên quan đến chuyện riêng của bản thân thì lại càng phải cẩn thận. Trong biệt thự nhà mộ dung ngoài một bãi đậu xe thật lớn ra thì còn có một cái sân trước bằng phẳng khoảng trăm mét để những người trong gia đình mộ dung sử dụng để rèn luyện mỗi khi rảnh rỗi. Bên cạnh sân là một cái ao, nước trong ao được dẫn từ suối nguồn ở trên núi xuống, trong suốt và mát lạnh, bên trong còn có mấy con cá đang nhả bong bóng. Khi anh đi ra, vừa khéo nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc đang ngồi bên cạnh bờ ao. chương 442, Hoàng Phủ Ngọc, cô quá coi trọng bản thân mình rồi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn anh đăm đăm lui ra một nơi cách đó hơn 10 mét. Những người còn lại cũng giống như thế, trong sân phút chốc chỉ còn lại anh và Hoàng Phủ Ngọc, bầu không khí tạm thời đã yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng cá nhà bong bóng hoàng phủ ngọc đưa tay khuấy động nước ao từ từ mở miệng nói tại sao anh vẫn chưa chết thế giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như nước suối núi nguồn trong ao chứa đựng ý lạnh loại giọng điệu này giống như cảm thấy anh rất đáng chết vì anh không chết cho nên mới khiến cho cô ta cảm thấy đáng tiếc anh cười nói ít ra thì tôi vẫn còn là vị hôn phu của cô cô cứ muốn tôi chết như vậy là sao động tác trên tay Hoàng Phủ Ngọc dừng lại, cô ta quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt trong trẻo mà rét lạnh như xương, nói với giọng không hề chứa một chút tình cảm. Tôi đâu có nhận, hôn ước này chỉ là do ông nội của tôi và ông nội của anh tiện miệng định ra mà thôi, không có hiệu lực. Anh nhún nhẹ vai, nói, nhưng mà ông nội của cô lại không cho là vậy. Hoàng Phủ Ngọc không thanh minh, chỉ nhìn anh gần từng chữ một. Có điều, anh xứng sao? cô ta không hề cho anh có cơ hội nói chuyện tiếp tục nói trước kia anh vẫn còn là cậu chủ của nhà họ đường thân phận không kém gắng gượng lắm cũng chỉ có thể lọt được vào mắt của tôi nhưng còn bây giờ thì sao anh chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ không thể bước ra ngoài ánh sáng những việc mà anh đã làm khi rời thành phố kia cho dù không có phụ lòng tên tuổi của ông nội anh thế nhưng anh cảm thấy chỉ như vậy là có thể khiến tôi gả cho anh rồi sao anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy Bây giờ tôi đang nắm giữ tập đoàn Yên Hòa, tương lai 10 năm sau còn có triển vọng trở thành nhà giàu nhất Việt Nam. Người theo đuổi tôi có rất nhiều, trong đó bao gồm cả những người mới có địa vị cao quý trong giới chính trị, còn có học trò của thế gia võ đạo. Thân phận của từng người trong số họ đều mạnh hơn anh rất nhiều lần. Anh Đường Tuấn có năng lực gì để khiến cho tôi trở thành người phụ nữ của anh đây? Tôi dựa vào cái gì mà phải tự hạ mình xuống địa vị ngang bằng anh chứ? Giọng nói của cô ta bình thản không hề chứa bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng càng là như vậy thì lại càng khiến cho người nghe cảm thấy không được thoải mái. Ha ha ha, anh cười to, nói, Hoàng Phủ Ngọc, cô quá coi trọng bản thân mình rồi. Tiếng cười tùy ý khiến cho đàn cá trong ao giật mình bơi tán loạn, cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở đằng xa thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi đột nhiên mỉm cười, giống như đang cảnh cáo anh. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn Hoàng Phủ Ngọc, nói. Cô có biết không, nếu như bây giờ tôi muốn giết cô mà nói, cô gái tóc đuôi ngựa kia chắc chắn không thể ngăn cản được tôi. Tôi biết, Hoàng phủ Ngọc thừa nhận, ngay cả cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng phải thừa nhận anh rất nguy hiểm, cô ta còn có thể đoán sơ ra được thực lực của anh. Nhưng anh sẽ không, toàn bộ hy vọng của ông nội Đường đều đặt ở trên người anh, anh sẽ không làm như vậy. Anh phải thừa nhận rằng Hoàng phủ Ngọc rất đáng sợ, khả năng nắm giữ lòng người của người phụ nữ này quả thật còn đáng sợ hơn cả một số ông già lăn lộn nhiều năm. Tôi chỉ muốn để cho anh biết khó mà lui. Hoàng phủ Ngọc tôi sẽ không gả cho anh, nhưng cũng sẽ không gả cho những người đàn ông khác, anh không cần cảm thấy đây là sỉ nhục. Với tôi mà nói, anh và những người khác cũng không có gì khác biệt." Hoàng phủ Ngọc nói, "Chương 443, mọi người câm miệng lại cho tôi." "Được, hôn ước giữa nhà họ Đường và nhà họ Hoàng phủ đã bị xóa bỏ." Anh lạnh giọng nói, "Không hề muốn dây dưa thêm với cô ta." cho dù cô ta không nói thì anh cũng không định lợi dụng tới hôn ước này để làm cái gì vậy thì tốt rồi hoàng phủ ngọc thản nhiên nói một lát nữa sẽ chúc thọ ông nội của tôi đến lúc đó anh cũng tới đây chính miệng nói với ông ấy đi ông ấy sẽ hiểu thôi được anh đồng ý trong lúc anh đang nói chuyện với hoàng phủ ngọc bên trong biệt thự mấy người trong gia đình mộ dung cũng bắt đầu thảo luận chú hai chú định làm gì dẫn sói vào nhà để cho người ngoài chấm mút nhà mộ dung chúng ta hay sao? Chú không biết cha chán ghét nhất chính là những thứ này à? Mộ Dung Khánh mắng Mộ Dung Tú. Cái gì mà dẫn sói vào nhà chứ? Anh cả à, có phải anh nói quá rồi hay không? Tôi chẳng qua chỉ là muốn thúc đẩy hợp tác của tập đoàn Yên Hòa, chuyện mà anh cả không có năng lực làm được, tôi chỉ đang làm thay anh mà thôi." Mộ Dung Tú châm chọc nói, trên mặt là biểu cảm đã nắm chắc phần thắng. "Đúng đó anh cả." tập đoàn Yên Hòa người ta đồng ý hợp tác với nhà mộ dung chúng ta như vậy là đã coi trọng chúng ta rồi. Anh cả à, anh cũng đừng có đỏ mặt tía tai như vậy, có tập đoàn Yên Hòa hợp tác, nhà mộ dung chúng ta chắc chắn có thể leo lên một cái bậc thang, đến lúc đó đợi anh hai trở thành công thần lớn nhất của nhà mộ dung rồi, có khả năng còn mạnh hơn anh cả anh nhiều đó. Mộ dung lâm bênh vực nói, cha, mặc kệ có như thế nào, chuyện hợp tác với tập đoàn Yên Hòa này con không đồng ý. Mộ Dung Khánh trầm giọng nói ông cụ mộ dung im lặng không lên tiếng lúc này mộ dung lan có chút sợ sệt nói ông nội con có lời muốn nói người lớn nói chuyện làm gì có chỗ cho con chen miệng vào mộ dung khánh trách cứ nói đúng đó em gái em vẫn nên ngậm miệng lại đi chờ chuyện của tập đoàn yên hòa xong rồi thì em mới có thể nói chuyện của em và đường tuấn mộ dung hà cũng cười lạnh nói ông cụ mộ dung lạnh lùng liếc mắt nhìn cha con mộ dung khánh một chút nói dung lan là người của nhà mộ dung chúng ta con bé đương nhiên có chỗ nói chuyện nếu như các người không muốn nghe thì cút đi mộ dung hà ngẩn ra bất chợt khoanh tay lại châm chọc nói con thật sự muốn nhìn xem em ấy có cao kiến gì dung lan con nói đi con đối nhân xử thế luôn biết lấy đạo lý làm trọng chắc chắn sẽ ủng hộ ý kiến của chú hai con đúng không mộ dung tú cười khẽ nói mộ dung lan nhìn cha của cô ấy rồi lại nhìn anh trai chú hai biểu cảm trên mặt mấy người bác nặng nề siết chặt nắm tay vẻ do dự trong mắt quét sạch dùng một loại giọng điệu cực kỳ kiên định nói ông nội con muốn kinh doanh giọng nói rơi xuống cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh một hồi cha không đồng ý chú không đồng ý cô không đồng ý hồ đồ ba người mộ dung khánh mộ dung tú và mộ dung lâm đồng thanh nói sắc mặt mộ dung hà lại càng trở nên khó coi Đương nhiên bọn họ nhận thấy rõ tình yêu thương mà ông cụ dành cho mộ dung lan, trong quá khứ bọn họ cũng không có nhầm vào mộ dung lan, đó là bởi vì mộ dung lan một lòng học y, cô ấy không thể làm ảnh hưởng tới địa vị của bọn họ. Thậm chí còn bởi vì tính cách dịu dàng mà trở thành lợi thế đổi trác của cha cô ấy. Nhưng nếu như mộ dung lan quyết tâm đi kinh doanh, nhúng tay vào việc buôn bán của gia tộc, vậy thì lại là chuyện khác rồi. chương 444A, hơi phiền rồi đây, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan cùng đứng trước cổng lớn biệt thự nhà Mộ Dung, đoàn xe của Hoàng Phủ Ngọc ở nơi xa dần dần chạy đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người. Đường Tuấn thở phào một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Lan có chút phức tạp và thổn thức. Sau khi anh nói chuyện với Hoàng Phủ Ngọc, ông cụ Mộ Dung đã lập tức từ chối kế hoạch, hợp tác của Hoàng Phủ Ngọc. Lý do ông cụ từ chối rất đơn giản là vì đứa cháu gái ông cụ yêu thương nhất muốn kinh doanh, nên sẽ để cô ấy kế thừa nhà Mộ Dung. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc hiện lên kinh ngạc, trước khi đến đây, cô ta đã điều tra thông tin của toàn bộ người nhà Mộ Dung và biết được Mộ Dung Lan có nguyện vọng theo đuổi ngành y. Mộ Dung Lan đi theo Hoa Thiên Phong học y đã gần 20 năm nay, từ lúc bắt đầu đến bây giờ cô ấy cũng chưa từng thay đổi ý nghĩ, vậy tại sao đúng lúc này cô ấy lại chọn lựa từ bỏ được chứ? Dù nghĩ vậy, nhưng Hoàng Phủ Ngọc vẫn duy trì thái độ đúng mực để chúc mừng Mộ Dung Lan, sau một hồi hỏi han khách sáo, cô ta mới rời khỏi nhà Mộ Dung. Còn Đường Tuấn, sau cuộc nói chuyện bên cạnh hồ nước ấy, dường như Hoàng Phủ Ngọc lại trở thành người xa lạ đối với anh. Cô thật sự quyết định vậy à? Đường Tuấn thở dài, anh hỏi Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan khẽ cắn môi, gật đầu thật mạnh. Vì sao? Đường Tuấn vẫn cảm thấy khó lý giải. Mộ Dung Lan chiều mến nhìn Đường Tuấn, nói tạm thời tôi vẫn chưa muốn nói. Một phần nguyên nhân mộ dung lan lựa chọn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cũng là vì đám người mộ dung khánh cùng mộ dung tú quá đáng và tuyệt tình đến mức khiến cô ấy cũng cảm thấy lạnh lòng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cho lựa chọn của cô ấy vẫn là vì Đường Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc. Sau khi gặp gỡ Hoàng Phủ Ngọc, nếu nói mộ dung lan không ghen thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Thậm chí xuất phát từ trực giác có một không hai của người phụ nữ, Mộ Dung Lan có thể lờ mờ cảm nhận được giữa Đường Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc có quan hệ mờ ám không thể nói rõ. Loại quan hệ này khiến Mộ Dung Lan hoang mang và lo lắng, cô ấy có cảm giác như bản thân mình không thể nắm chắc được hướng phát triển của sự việc này nữa, đó mới chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp lên quyết định của cô. Đường Tuấn không hỏi tiếp nữa, anh quay đầu nhìn về phía cha con Mộ Dung Khánh đang hút thuốc trên sân thượng biệt thự, lúc này hai cha con lão vừa hút thuốc vừa thì thầm nói gì đó với nhau, thỉnh thoảng bọn chúng lại liếc ánh mắt u ám nhìn về phía Mộ Dung Lan và anh. Ở một phía khác của biệt thự, mộ dung tú và mộ dung lâm cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt gian ác a à, hơi phiền rồi đây trong lòng đường tuấn thầm thở dài một tiếng quyết định này của mộ dung lan lập tức khiến cô trở thành kẻ thù của toàn bộ nhà họ mộ dung e rằng chỉ có mỗi ông cụ mộ dung là còn ủng hộ cô ấy mà thôi mộ dung lan học y từ nhỏ vốn dĩ cũng chẳng tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh trong nhà nên muốn tiếp quản thì chắc canh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên sân thượng mộ dung khánh và mộ dung hà đang thì thầm nói chuyện Cha ơi, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn con bé Mộ Dung Lan đó thừa kế nhà họ Mộ Dung à? Nó là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài thôi, đến lúc đó không phải nhà Mộ Dung chúng ta sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Mộ Dung Hà không cam lòng nói. Mộ Dung Khánh gật đầu, nói yên tâm đi, Mộ Dung Lan không có tư cách thừa kế nhà họ Mộ Dung đâu. Chương 445 Tôi đợi cậu mãi. Ông ta nhìn về nơi xa, sâu trong đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo nói, lúc trước khi con danh Hoàng Phủ Ngọc tiếp quản việc kinh doanh của nhà Hoàng Phủ không biết đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn ngoài sáng trong tối đâu, có nói là loại bỏ sạch sẽ toàn bộ nhà Hoàng Phủ cũng không phải nói quá. Nhà họ mộ dung tuyệt đối không thể để xuất hiện Hoàng Phủ Ngọc thứ hai được. À, tin tức bên phía nhan minh thế nào rồi? Mộ dung hà trả lời, cậu ta nói là một tiếng nữa sẽ đến ạ. Nhưng cha à, bây giờ cậu ta đến còn có ích gì sao? Nhìn ông nội cương chiều con bé Lan kia như thế, chắc chắn sẽ không để nó cưới nhan minh đâu. Chưa kể hiện tại ông nội còn định cho nó thừa cái nhà họ mộ dung nữa. Mộ dung khánh lạnh lùng nói, cha nói rồi, nó không có tư cách. Chỉ cần gả được nó đi rồi, thì nó sẽ không còn tư cách thừa cái nhà họ mộ dung nữa. Ông già cũng lớn tuổi nên đầu óc mới trở nên hồ đồ như thế, cũng đến lúc để ông ta về nghỉ hưu rồi. Trong lòng mộ dung hà căng thẳng nói, cha, cha muốn làm gì? khóe miệng mộ dung khánh lộ ra nụ cười lạnh, lão ta không nói thêm lời nào nữa. Một tiếng sau, ba chiếc xe tiến vào biệt thự nhà họ mộ dung, chiếc đi đầu và đi cuối đều là xe Mercedes-Benz, còn chiếc ở giữa là xe Rolls-Royce Phantom. Cửa xe mở ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ vest sang trọng bước xuống, gương mặt cậu ta trắng trẻo tuấn tú, thoạt nhìn đúng là một cậu chàng đẹp trai với hình thức bóng bẩy. Bảy tám vệ sĩ nối tiếp nhau bước xuống xe theo phía sau cậu ta đầy phô trương nhưng hình ảnh này trong mắt một bác sĩ y học cổ truyền như đường tuấn thì lại cảm thấy chàng trai trẻ tuổi này đúng là kiểu bên ngoài rát vàng còn bên trong thì thối giữa bước chân yếu ớt làn da tối tăm không bóng nhuận chắc canh là do mải mê vào rượu chè với gái gú nên cơ thể mới bị rút hết sức lực đến như vậy về phần mấy tên vệ sĩ đi theo cậu ta có hai ba người đã luyện được nội công một trong số đó cũng luyện đến nội công hậu kỳ luôn rồi đội hình này rất hoành tráng quả không hổ là nhà họ nhan mà ngay cả đến nhà họ mộ dung cũng phải kiêng rè, nhưng cho dù vậy vẫn không thuận mắt đường Tuấn. Ha ha ha, cuối cùng cậu nhan cũng đến rồi, tôi đợi cậu mãi, mộ dung hà bước ra đón, anh ta vô cùng nhiệt tình chào hỏi chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai trẻ tuổi này là nhan minh, chính là chàng rể tốt mà mộ dung khánh tìm cho mộ dung lan. Chát! Nhan Minh thẳng tay tát vào mặt mộ dung hà, giấu vết năm ngón tay đỏ như máu in hẳn trên mặt anh ta, cái tát này đến thật bất ngờ khiến anh ta chẳng kịp đề phòng. Mộ Dung Hà bị tát đến mức đần cả người, cậu nhan, cậu. Mặt Nhan Minh nghiêm nghị, lạnh lùng nói, "Mộ Dung Hà, nhà họ Mộ Dung các người cho rằng nhà họ Nhan chúng tôi dễ ức hiếp lắm hả? Chuyện cưới hỏi đã quyết định lâu thế mà giờ nói đổi ý là đổi ngay à? Các người làm như vậy thì thể diện của Nhan Minh tôi và nhà họ Nhan để đâu đây?" Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 446, tôi nói rồi, tôi không cầm tinh con chó. Trong lòng mộ dung hà vốn đã mắng chửi nhan minh cả mấy trăm lần từ lâu, nhưng anh ta không thể hiện ra, chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà lập tức trả lời, đương nhiên là không rồi. Lúc này đường Tuấn đang ngồi trong phòng khách của biệt thự, qua cửa sổ thủy tinh sát đất ấy thấy được cảnh này, anh không nhịn được mà lặng lẽ lắc đầu, con cháu gia tộc này đúng là cùng một loại người, đều là những diễn viên tài giỏi trời sinh. Trừ Mộ Dung Hà ra ngoài tiếp đón Nhan Minh thì lúc này mọi người đều đang ngồi ở phòng khách. Ông cụ Mộ Dung cũng thở dài giống anh, ông ta anh dũng cả một đời mà sao lại có đứa cháu trai hèn nhát như thế chứ. Một lát sau, Mộ Dung Hà dẫn Nhan Minh cùng đi vào. Nhan Minh lướt qua Mộ Dung Hà bước nhanh đến trước mặt ông cụ Mộ Dung cung kính hỏi han, đối với ông cụ Mộ Dung, cậu ta không dám tùy tiện như với Mộ Dung Hà, ít nhất cái cậu ta thể hiện ra bên ngoài là như vậy sau khi chào hỏi từng người nhà họ Mộ Dung, ánh mắt Nhan Minh dừng lại trên người Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan mặc một chiếc áo có tay áo ống le màu xanh nhạt kết hợp cùng váy da dài đến đầu gối, hai chân tuyết trắng như ngọc dưới lớp váy ấy. Ánh mắt nóng rực Nhan Minh chợt lướt qua, cậu ta cười nói, Mộ Dung Lan càng ngày càng đẹp, tôi nhớ hồi nhỏ em luôn chảy nước mũi theo sau anh trai em đấy. Đương Tuấn, còn không mau đứng lên nhường chỗ cho cậu Nhan. Mộ Dung Hà quát Đường Tuấn, cậu nhan và Lan là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, cậu biết nhìn không? Nhan Minh đứng đó, trên mặt hờ hững cười nhạt nhìn Đường Tuấn, từ miệng Mộ Dung Hà cậu ta đã biết đối phương là ai, nhưng thân phận này của anh thật sự không đủ để cậu ta coi trọng. Đường Tuấn cầm tay Mộ Dung Lan châm chọc nói, "Ha ha, Mộ Dung Hà, người khác còn chưa nói mà anh vội vàng nhảy ra như vậy làm gì? Anh cầm tinh con chó đấy à?" Sắc mặt Mộ Dung Hà lập tức trở nên khó coi nhan minh ngăn mộ dung hà đang muốn tức giận lại cậu ta chủ động lên trước một bước rồi vươn tay nói chắc anh là đường tuấn nhỉ chào tôi là nhan minh chồng sắp cưới của mộ dung lan đường tuấn vẫn ngồi nói ô tôi biết rồi cái dáng vẻ bình tĩnh này của đường tuấn càng làm mộ dung hà tức giận hơn đường tuấn rốt cuộc cậu biết lễ phép không vậy cậu nhan đã chủ động chào hỏi rồi mà cậu còn dám ngồi hà đường tuấn lạnh lùng nhìn mộ dung hà nói tôi nói rồi tôi không cầm tinh con chó không phải anh không coi ai ra gì, mà ngay từ khi mới bắt đầu anh và Nhan Minh đã được định trước là kẻ địch của nhau, sao còn phải vờ làm ra vẻ thân thiện. Cái kiểu cố làm ra vẻ đó, anh rất xem thường và cũng làm không được. Nhan Minh bình tĩnh thu tay lại, sự tức giận dưới đáy mắt trôi qua trong phút chốc, nói: "Nghe nói anh là bác sĩ y học cổ truyền à, không biết anh nhậm chức ở đâu?" Dưới danh nghĩa công ty tôi vừa hay có vài bệnh viện, gần đây đang cần mấy bác sĩ y học cổ truyền, nếu như được thì có thể hợp tác còn về tiền lương lương một năm bảy tỷ thì sao ngớ ngẩn đường tuấn nhả ra hai chữ chương bốn trăm bốn bảy tao còn chưa chết đây này anh nhan minh không kìm chế cơn giận được nữa được rồi ông cụ mộ dung trầm giọng nói nhan minh lần này cậu đến nhà họ mộ dung chẳng lẽ là để khoe khoang ra thế của mình sao nhan minh nghe thấy vậy cười mỉa một tiếng nói đương nhiên không phải lần này cháu đến là muốn quyết định mọi thủ tục hôn lễ của cháu và em Lan với nhà mộ dung. Bố mẹ cháu đều rất thích em Lan, và lại họ cũng muốn sớm được bế cháu, hy vọng hai nhà chúng ta có thể nhanh chóng quyết định chuyện này. Ông cụ mộ dung xua xua tay nói, nếu như là chuyện này, thì cậu có thể về được rồi. Tôi có thể nói rõ ràng với cậu, mộ dung Lan sẽ không gả vào nhà họ nhan đâu, lại càng không gả cho cậu. Nhan Minh cuối cùng cũng thu lại ý cười trên mặt, lạnh lùng nói trò đùa này ông cụ có hơi quá đáng rồi đấy ông cụ mộ dung nói tôi không có đùa mộ dung khánh nhan minh gần ra từng chữ một trong giọng nói mang theo tức giận vô cùng lớn mộ dung khánh lúc này cũng ngồi không yên được nữa ông ta nhanh chóng đứng dậy nói nhan minh cậu khoan hãy tức giận mộ dung lan là con gái tôi hôn nhân đại sự đương nhiên sẽ do tôi làm chủ cha tôi hồ đồ quá rồi cậu không cần phải quan tâm đến ông ấy mộ dung khánh mày muốn làm gì, tao còn chưa chết đây này. Ông cụ mộ dung nghe thấy vậy, giận tím mặt, bàn tay đập mạnh lên tay cầm của chiếc ghế. Mộ dung khánh từ trên nhìn xuống ông cụ mộ dung, nói cha, cha đúng thật là hồ đồ. Đường Tuấn có thể so được với nhà họ nhan sao, chỉ cần là con người, đều biết sẽ phải lựa chọn ai. Cha, cần gì phải nói nhảm với lão già này chứ, đưa ông ta vào viện dưỡng lão sớm chút là được rồi. Mộ dung hà cười ác độc nói. Chát, mộ dung hà vừa dứt câu lại một bàn tay tát lên mặt anh ta lần này người ra tay là chú phú chú ý lời ăn tiếng nói chú phú nhàn nhạt nói răng rác mặc dù chú phú lúc ra tay có thiết chế sức lại nhưng thực lực chân khí cảnh còn ngay đó dù cho đã giữ hơn nửa sức cái tát vừa rồi của chú vẫn đánh rơi vài chiếc răng của mộ dung hà gân xanh trên mặt mộ dung hà nổi hết lên nỗi oán hận trong mắt anh ta vô cùng sâu đậm Mộ Dung Khánh ngăn Mộ Dung Hà lại, cũng với nét mặt sầm xì nói với chú Phú, chú muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung chúng tôi. Lúc đầu chú đến nhà họ Mộ Dung, đã thề rằng chỉ bảo vệ sự an toàn cho cha tôi, sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung, thế nên chúng tôi mới có thể chứa chấp chú, bây giờ chú muốn đi ngược lại với lời thề sao. chương 448, thằng Ngu Ông cụ Mộ Dung tức giận đến nỗi cả người đều run lên, nói, Mộ Dung Khánh, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mộ Dung Khánh vứt một hồ sơ hợp đồng lên bàn trà, nói cha, con không muốn làm gì cả. Chỉ cần cha ký vào hợp đồng rời khỏi vị trí để về hưu. Đến lúc đó con sẽ nói sức khỏe cha không tốt, về hưu sớm. Như vậy cha cũng giữ được mặt mũi, cũng tốt cho mọi người. Anh cả, anh, mộ dung tú và mộ dung lâm kinh ngạc. Cầm miệng, mộ dung khánh quay ngoắt đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hai người họ, nói, mẹ nó. Nếu không phải hai đứa chúng mày gây chuyện thị phi, tao đây đã có thể thuận lợi thừa kế công ty rồi. Tao cũng không sợ phải nói với hai đứa mày, tất cả những bảo vệ ngoài kia đã bị tao mua chuộc rồi, chỉ cần tao không gọi, bọn chúng sẽ không vào đâu. Còn nữa, chúng mày không có ai bảo vệ, nếu còn chọc giận gì tao, tự biết hậu quả đấy. Cha, nên làm vậy từ sớm rồi. Mộ dung hà từ dưới đất đứng lên, đưa tay móc một bọc vải từ trong một bình xứ thanh hoa. Mở bọc vải ra, bên trong lại là một cây súng ngắn màu đen anh ta mở chốt an toàn ra, chĩa nòng súng vào mộ dung tú và mộ dung lâm nói, chú hai, cô, lúc nãy không phải hai người rất đắc ý sao? Bây giờ nói tiếp đi. Mộ dung tú và mộ dung lâm liên tục xua tay, trên mặt nặn ra một nụ cười không thể khó coi hơn, nói cháu hà, cháu đang làm gì thế, cùng lắm thì chúng ta không tranh với cha cháu nữa là được chứ gì. Hi hi, quả nhiên là chú hai tốt và cô tốt của cháu. Nói như vậy từ sớm có phải tốt không? khóe miệng của mộ dung hà nhếch lên một nụ cười độc ác, anh ta lập tức chĩa nòng xuống hướng về phía đường Tuấn. Lúc nãy mày nói ai là chó hả? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Mộ dung hà từng bước đến gần, bày trò nhìn đường Tuấn, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Bốp bốp bốp, ha ha ha, nhan minh vỗ tay, cười lớn nói, mộ dung hà, tôi quả nhiên không nhìn nhầm cha con hai người, đúng là người có thể làm chuyện lớn. Xem ra hôm nay tôi đến là đúng rồi. Câu ta nhìn xuống phía đường Tuấn, châm chọc nói, cũng không xem lại bản thân là cái thứ gì, cũng xứng để dành phụ nữ với tao. Em Lan không cần sợ, đợi giết được anh ta rồi, em sẽ chính là con dâu của nhà họ nhan anh. Mộ Dung Lan lo lắng và sợ hãi, cô thế nào cũng không ngờ được cha và anh trai của mình lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Mộ Dung Hà chỉ còn cách đường Tuấn năm bước chân, ngón tay anh ta đặt trên cỏ súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp xuống. Khoảng cách này, Đến ống ngắm cũng không cần. Đường Tuấn, tao biết phó công của mày rất cao cường. Nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, mày có đánh giỏi thế nào thì chắc cũng không đánh bại súng đâu nhỉ. Mộ Dung Hà vô cùng đắc ý, nói cho mày thêm một cơ hội nữa. Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi, lớn tiếng nói tao biết, ai mới là chó. Thằng ngu, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong căn phòng. Người nói không phải Đường Tuấn, mà là chú Phú. Lúc này ánh mắt chú phú nhìn mộ dung hà giống như đang nhìn một thằng thiểu năng. Cô gái tết tóc đuôi ngựa lúc nãy đang đứng trong phạm vi 10 bước chân để bảo vệ Hoàng Phủ Ngọc, bởi vì trong 10 bước, Tông Sư có thể ngay lập tức đến gần mục tiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một cú tấn công lôi đình. chương 449, không sai. Ngoài 10 bước, tay súng cao siêu có thể đủ cơ hội bắn chết chết Tông Sư. Trong 10 bước, Tông Sư giết chết mọi tay súng. Mà bây giờ mộ dung hà cách đường Tuấn không tới 5 bước chân, vậy mà anh ta vẫn ra vẻ như, ông đây là đệ nhất thiên hạ, như thế không phải là thằng ngu thì là gì. Trong lòng mộ dung hà đột nhiên xuất hiện một cảm giác không hay, vừa muốn bóp cò, nhưng giây tiếp theo, anh ta đã cảm thấy được nỗi đau do cánh tay truyền đến, cả cánh tay anh ta giống như bánh quẩy bị bẻ cong lại. Cây súng màu đen cách một tiếng rơi xuống đất, đường Tuấn dẫm chân lên, cây súng màu đen trở thành một đống vỡ vụn. À, Mộ Dung Hà kêu lên đầy đau đớn. Cả cánh tay của anh ta đã bị đường Tuấn bóp nát. Cơn đau đớn đó như muốn làm anh muốn ngất đi, nhưng đầu óc anh ta lại tỉnh táo vô cùng, đến cả chuyện ngất đi cũng không làm được. Ở trước mặt cao thủ y đạo của khí cảnh, Mộ Dung Hà chỉ có thể chịu đựng cơn đau. Bốp! Một cánh tay hất ra làm Mộ Dung Hà bay đi xa, khuôn mặt anh ta tràn đầy kinh ngạc ngã vật ra, đập lên người của Mộ Dung Khánh còn đang chưa kịp phản ứng hai cha con bị đập đến mức mặt mũi bầm dập, vô cùng khó coi. Cao thủ tông sư, cao thủ nội công hậu kỳ sau lưng Nhan Minh lách người một cái, canh trước mặt của Nhan Minh, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi. Không sai, Đường Tuấn nhìn người đàn ông canh trước mặt Nhan Minh, thách thức nói. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, sắc mặt có chút đen, thân hình cũng không cường tráng như những vệ sĩ khác, trên người ông ta không có chỗ nào có thể làm người ta thấy ấn tượng sâu sắc nhưng lúc này tất cả những vệ sĩ khác đều bị dọa đến tim gan run rẩy hai chân mềm nhún chỉ có ông ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình đến bảo vệ trước mặt nhan minh tông sư cảnh hừ người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm ông ta lập tức ngẩng đầu thở một hơi nặng nề cung kính nói hôm nay chúng tôi không biết tông sư ở đây vội ý mạo phạm tông sư mong tông sư tha tội nếu sớm biết đường tuấn là cao thủ tông sư của chân khí cảnh thì vừa nãy ông ta nhất định sẽ chạy lên ngăn cản Nhan Minh. Dù sao thì không phải mỗi một tông sư đều có lời thề trói buộc giống chú Phú. Một câu không hợp lập tức giết người, đối với tông sư mà nói cũng chỉ là chuyện thường ngày. Một câu không biết là muốn cho qua chuyện này. Đường Tuấn cười lạnh, chân khí trong cơ thể dịch chuyển, phát ra tiếng rào rào như thủy triều, dường như trong cơ thể đường Tuấn ẩn giấu một biển lớn vô hạn. Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi mạnh, ông ta nắm chặt nắm đấm, như sắp đón kẻ địch lớn. Chương 450, anh ta làm sao xứng để sánh với Thầy Lâm? Nhan Minh là công tử bột, đã từng đắc tội với nhiều người nên cũng sẽ có không ít người gây phiền phức cho cậu ta, nhưng trước giờ đều có chú Mạnh thay cậu ta ra mặt giải quyết hết, hơn nữa cậu ta cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của chú Mạnh, loại võ công ấy khiến cậu ta cực kỳ kinh ngạc, nên lúc này có chú Mạnh ra tay, lòng cậu ta cảm thấy rất chắc chắn. Ánh mắt Nhan Minh nhìn Đường Tuấn như đang nhìn người chết. Lúc nãy cậu ta thật sự đã bị đường Tuấn dọa sợ, cái thủ đoạn nhẫn tâm quyết đoán, đến cả súng cũng bị dẫm nát trong một phát, dọa cậu ấm ăn chơi như cậu ta suýt chút tẻ cả da quần, nên lúc này cậu ta hận không thể đạp đường Tuấn dưới chân, phát tiết nỗi hận thù trong lòng. Cậu chủ, im miệng, chú Mạnh gấp gáp thét lên, không được sỉ nhục tông sư. Hai bên tóc mai của chú Mạnh nhiễu từng giọt mồ hôi lớn nhỏ, người đàn ông trước mắt này không thể đem ra so sánh với đám du côn mà ông ta từng thay mặt nhan minh giải quyết, mà đây là một cao thủ võ đạo thật sự, còn cao hơn ông ta một cảnh giới, một người có thực lực mạnh không thể bì. Nhưng Nhan Minh vẫn không biết điều, còn ngu ngốc cho rằng bên mình mạnh hơn có ưu thế hơn, cậu ta hoàn toàn không biết bây giờ bọn họ mới là con kiến yếu đuối mặc người bóp nát. Với võ công của Đường Tuấn, muốn giết chết họ hoàn toàn không cần tốn chút sức lực nào, cho dù có thêm vào cả cao thủ võ đạo của nội công hậu kỳ là ông ta thì cũng vậy. Hơ hơ, Đường Tuấn phát ra tiếng cười nhạt. Trong nụ cười mang theo cả những châm biếm. Cậu nhan, thay tôi giết tên này, buổi tối tôi sẽ đưa em gái tôi lên giường cậu, làm cho cậu vui vẻ. Mộ Dung Hà lại vẫn có thể chưa ngất đi, anh ta nhìn chằm chằm sau lưng của Đường Tuấn, giọng nói oán hận. Sắc mặt Mộ Dung Lan trắng bệch, anh trai của cô ấy vào lúc này vẫn còn không quên lấy cô ấy ra để giao dịch. Lúc này, tình thân của cô ấy với Mộ Dung Hà đã hoàn toàn biến mất không còn chút nào. Ngài Đường Chú mạnh hít sâu một hơi, cố hết sức làm biểu cảm của mình thân thiện hơn chút, nói, "Nhan Minh là con trai duy nhất nhà họ Nhan." "Ngài Đường là tông sư không sai, nhưng nhà họ Nhan cũng có tông sư. Ngài Đường sao lại phải vì mấy người này mà đắc tội với tông sư nhà họ Nhan chứ? Chuyện ngày hôm nay hay là đến đây là được rồi. Tôi có thể bảo đảm với ngài Đường, nhà họ Nhan sẽ không tính toán chuyện ngày hôm nay." Loại gia đình giàu có giống như nhà họ Nhan hay nhà họ Hoàng phủ tất nhiên sẽ có mối quan hệ tốt với thế gia võ đạo, trong nhà có cung phụng một hay thậm chí là nhiều tông sư chân khí cảnh thì cũng không có gì hiếm lạ. Chú Mạnh, chú đang làm gì thế? Nhan Minh bực tức trong lòng, rõ ràng phía cậu ta chiếm ưu thế, dựa vào đâu mà phải chịu thua. Không muốn chết thì đừng nói chuyện, chú Mạnh lạnh giọng quát, nhìn vẻ mặt không chịu hiểu của Nhan Minh, nói, võ công của ngài đường đây so với thầy Lâm chỉ có cao hơn thôi. Anh ta làm sao xứng để sánh với thầy Lâm? Nhan Minh chế diễu nói, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của chú Mạnh, lại liên tưởng đến màn hung hãn của Đường Tuấn lúc nãy, những lời còn lại cũng không nói ra nữa. Thầy Lâm là tông sư được cung phụng trong nhà họ Nhan, tuy rằng Nhan Minh không biết về cảnh giới của võ đạo, nhưng từng nhìn thấy thầy Lâm nhẹ nhàng một đấm đánh nát một tấm sắt dày mười mấy cm, mười mấy tên lính đánh thuê từ Đông Nam Á trở về cũng đều không chịu được quá một phút trong tay của ông ta. Nhưng bây giờ chú Minh lại lấy đường Tuấn ra so với thầy Lâm, mà còn nói chỉ có cao hơn. Nghĩ đến những điều này, nhan minh không kiểm soát được mà run nhẹ, cậu ta ngoan ngoãn im lặng, cúi thấp đầu xuống. Chỉ có dưới đáy mắt vẫn xuất hiện một nỗi oán hận. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 450.